Em thấy quá chưa nhỉ? Bánh trung thu, đào, quả dưa hấu. Tiếp tục đi các em. Quả nhãn ạ. Rồi chị Ngọc Như kêu là quả đào. Quả mận. Dứa, đào. Ấy chưa, cái câu này khó đúng không? Chị biết chắc là cái sẽ có nhiều bạn trả lời khác nhau. Quả đúng. Quả Campuchia. Quả hồng. Quả vải. Em thích vải à? Ừ, chị cũng tại đây chị cũng cũng rất thiên vải, đang mùa vải các em ạ. Chúng ta cùng xem đây là quả gì các em nhá. Đây chính là quả đào các em ạ, quả đào. Quả đào các em ạ. Ok, có khó khăn lắm không? Bởi vì sao lại quả cuối cùng nhá. Nào, chị mời các em. Bắt đầu khó chưa các em? Ôi chị xin lỗi, chị không sắm mất quam luôn. Bởi vì chị mặt đang chị rất là kinh. Đây, có trôm trôm, có vải. Có vải. Sao bạn đang không chọn quả nhãn à kem? Ơ không, bạn đang chọn quả nhãn à? Vẫn khẳng định là châu châu. Vẫn khẳng định là châu châu. À còn nho nữa. Quả sầu riêng. Thầy quái ơi, em đã ăn cái Minh Phạm ơi, em đã ăn quả sầu riêng bao giờ chưa? Sầu riêng là có màu trắng này á. Rồi, chị thấy rồi. Rất nhiều bạn cho rằng đó là quả chôm chôm à. Chúng ta cùng xem nhá. Chôm này, vải này. Và đây chính là quả chôm chôm các em ạ. Ok, tôi được rồi. Không quá khó đúng không? Bởi vì thời gian của ta cũng không cho phép. Khẩm ít. Đột biến à. Rồi, chị cảm ơn kem. Vì thời gian của chúng ta cũng không cho phép. Đây là chúng ta sẽ bắt đầu buổi học luôn. Được không kem nhỉ? Đây, để chị xem nào. Từ chị đang đang bị loạn một chút. À hôm nay thì mình sẽ được tìm hiểu về cái sự tổng ôn hydrocarbon phần 2 ấy, các em ạ. Tổng ôn về hydrocarbon phần 2. Hôm trước thì các em đã được học về hydrocarbon phần 1 rồi đúng không? Nhưng hôm nay mình sẽ sang cái phần 2. Đó, bạn nào chưa xem phần 1 thì các em sẽ cố gắng về về xem lại video nhá, các em nhá. Rồi, bắt đầu thôi. Trong quá trình xem thì các em có vấn đề gì về âm thanh cũng như là hình ảnh thì các em báo sớm với chị nhá. Rồi chị mời kem. Rồi, mình bắt đầu thôi kem ạ. Chúng ta sẽ tổng ôn về hydrocarbon. Chị mời mấy đứa ạ. Ok, xin chào các bạn 2K5. À, thầy đây. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ có một cái buổi tổng ôn về phần hydrocarbon, đúng không? Nên chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào những cái phản ứng như là phản ứng thế của các hydrocarbon này, rồi những cái phản ứng liên quan đến phản ứng cộng hoặc là cái phản ứng oxy hóa của hydrocarbon nhé. Thế thì buổi 1 chúng ta đã ở cái phần gì nhỉ? Phần lý thuyết rồi, chúng ta đã nói khá nhiều đến phần lý thuyết. Thế thì nội dung ở buổi ngày hôm nay nhá, thì thầy trò mình sẽ tập trung hơn vào cái phần bài tập. Thấy chưa? Ở đây thì có ba dạng bài tập chính mà thầy chọn ra cho các bạn ấy. Tất nhiên là có nhiều cái dạng bài tập nhỏ, cái đấy thì thôi mình bỏ qua, mình sẽ tập trung vào dạng lớn trước cho các bạn nắm chắc cái phần này trước. Em ngồi lệch một tí là ok đấy rồi. Thế thì cái dạng bài đầu tiên mà chúng ta sẽ ôn đó là đến phần nào nhé, thì thầy sẽ nhắc cho bạn về cái phản ứng tổng quát này, rồi những cái lưu ý khi các bạn cần phải làm bài tập đối với những phần đấy. Được chưa? Ok, thì cho mình sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần bài tập về phản ứng thế. Thế thì nói về phản ứng thế, cái phản ứng thế mà các bạn hay gặp nhất đó chính là phản ứng thế halogen, thế hydro đấy của ancan bằng các halogen. Halogen ở đây thì thường chúng ta sẽ thi là gì, là clo xúc tác là ánh sáng, hoặc là brom với xúc tác là nhiệt độ, thấy chưa nhỉ? Ancan tổng quát các bạn còn nhớ công thức không? Hôm trước buổi trước thì có ôn với các bạn rồi đấy. Ancan công thức tổng quát là gì? Đó là CnH2n cộng 2, được chưa? Mình cho cộng với halogen, các bạn gọi là XC2 cho thầy. Xúc tác ở đây thì có thể là ánh sáng hoặc là nhiệt độ nhá, tùy nhá. Thì nếu các bạn nhìn thấy ánh sáng ấy, thì đây chính là một cái dấu hiệu để chúng ta biết là phản ứng của mình đang là phản ứng thế halogen, được chưa? Đây thì viết hẳn dấu bằng ở đây. Rồi, thế thì khi trong phản ứng này thì cái XC của mình sẽ ưu tiên thế vào một cái hydro ở đây. Và các bạn thu được cái sản phẩm có cái dạng tổng quát là CnH2n cộng 1 X và cộng với HX. Hydro tách ra thì nó phải có người đi cùng đúng không? Nó sẽ đi với anh X còn lại. Chúng ta sẽ được đây chính là sản phẩm thế Mono halogen. hay chính là sản phẩm thế 1:1. Các bài tập của chúng ta ấy, gần như chắc chắn sẽ tập trung vào cái dạng Mono halogen. nhá.
Thế còn về nguyên tắc nhá, ở đây các bạn nhớ thầy về nguyên tắc phản ứng này. Chú ý cho thầy nhá. Nguyên tắc thì có bao nhiêu hero mình có thể thế hết. Đó. An can có bao nhiêu hero? Có thể thế toàn bộ các hạt. Đó, bằng các halogen. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào mà đi ôm hết được, mà chúng ta sẽ tập trung vào cái loại mà monoclo thôi. Được chưa? Bài tập các bạn thực ra là như thế. À, bạn nào nhiều bài tập thì các bạn đã quá dành cái chuyện này rồi. Cái chú ý thứ hai thì muốn nói với các bạn ấy, đó là về cái xác định sản phẩm. Đó, cái xác định sản phẩm. Nên cái khác là số sản phẩm. Thầy biết nhầm chữ xác rồi. Xác định là cái số sản phẩm thế. Số sản phẩm thế. Hoặc là cái sản phẩm nào là sản phẩm chính. Thấy chưa? Khi muốn xác định số sản phẩm thế, thầy sẽ chỉ cho các bạn là một cách chúng ta sẽ đếm. Và khi xác định số sản phẩm thế, các bạn lưu ý đến cái yếu tố đối xứng của phân tử. Đó, cái yếu tố đối xứng về mặt cấu tạo trong cái phân tử hữu cơ. À, thầy lấy ví dụ như này nhá. Đó, thực ra cái này buổi hôm trước rồi. Nếu có một carbon này, à nếu có hai carbon này, các bạn nhìn thấy nhá. Ví dụ như anh etan này, anh này có một cái trục đối xứng nằm ở giữa. Đó, nó có một cái mặt phẳng đối xứng thì đúng hơn, mà mặt toán thì nó mặt phẳng đối xứng ở giữa như này. Thế thì việc các bạn tham gia thế vào carbon hero, carbon bên trái hay carbon bên phải như này này, chúng ta nó giống nhau, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chỉ thấy là chúng ta sẽ chỉ có một sản phẩm thế thôi. Đó, mình đã viết ở bên này rồi thì đừng viết ở bên còn lại nhá, nó sẽ bị trùng. Đó, được chưa? Ví dụ như là chúng ta tăng lên một carbon nữa, chúng ta có C3 thì các bạn thấy anh này cũng có tính đối xứng chứ không phải không? Đây tính đối xứng của nó ở đây. Được chưa nhỉ? Thì khi mà chúng ta thế thì các bạn thấy là chúng ta phải thế vào bên tay phải. Đây là một sản phẩm này. Nếu carbon ở giữa là sản phẩm thứ hai này. Và nếu vào đây thì các bạn thấy là có phải nó bị trùng không? Nó bị trùng với carbon đầu tiên này, sản phẩm thế thứ nhất này này. Đó, đây là sản phẩm thế thứ hai. Bên này thì bị trùng nhá. Thế thì liên quan đến xác định sản phẩm chính thì thầy cũng sẽ mượn cái anh propan thì thầy nói luôn. Sản phẩm chính của chúng ta sẽ ưu tiên vào carbon bậc cao. Đấy, anh nào bậc cao nhất thì sẽ là sản phẩm thế nó sẽ tập trung ở đấy hơn. Nhá, ví dụ như là đây cùng là anh propan thì hai anh hai bên là bậc 1 đúng không? Anh ở giữa của mình là bậc 2, vậy thì sản phẩm thế của nó sẽ ưu tiên vào cái carbon ở giữa. Carbon bậc 2 hơn là sản phẩm thế và carbon bậc 1. Đây là những gì mà thầy muốn nói với các bạn trong cái phản ứng thế hero của Ancan bằng halogen, nó đơn giản như vậy thôi. Cái phản ứng thế thứ hai mà các bạn có thể gặp phải ấy, đó là cái phản ứng thế của Ancan 1-in. Đấy, phản ứng thế hero của cái anh Ancan 1-in. Đấy, tức là ankin mà nối ba nó vị trí số 1. Hay nói cách khác ấy, là chúng ta sẽ thấy có cái nhóm C nối 3 CH như thế này. Thế thì khi thế chúng ta sẽ tập trung thế vào đâu? Chúng ta thế vào vị trí cái hero này. Đó. Hay là ví dụ như này nhá. À, nếu mà anh acetylene các bạn thấy là chúng ta anh này sẽ có hai cái hero liên kết với carbon mang cái liên kết 3. Thì anh này có khả năng tham gia thế với hai anh AgNO3 trong môi trường NH3. Đó, chúng ta thu được cái sản phẩm đó, thế là cái tủa màu vàng. Bạc nó sẽ thế vào anh hero. Đó. Hero tách ra nó đi với anh NH4NO3. Đó, đi với NH3 và đi với NO3 được anh NH4NO3. Cái tủa này màu vàng. Đấy. Tuy nhiên là duy chỉ có cái anh AnCa1Y là như thế này thôi, còn các anh ankin khác ấy. Thực ra ankin khác tổng quát chúng ta sẽ có nó là gì? CNH2N trừ 2. Khi mà cho cộng với AgNO3 trong môi trường NH3 thì nó chỉ thế một một thôi. Đó, chúng ta đã thu được cái anh là CNH2N trừ 3 nhé, AG cái tủa màu vàng và một lần anh NH4NO3. Được chưa? Thế thôi, thì cái sản phẩm thế chú ý của thầy thì là muốn thế được thì nó phải là anca một in, tức là cái liên kết 3 của chúng ta ở đầu mạch. Nếu không có cái hero nữa nối với liên kết 3 như này thì không được nhá. Rồi, với phản ứng thế thì các bạn lưu ý hai cái chính như vậy cho thầy. Ok, chúng ta vào câu 1 nhá. Rồi trước khi sang một số câu hỏi ví dụ thì bây giờ chị và các em chúng ta sẽ cùng nhìn lại về cái phương pháp giải đối với cái bài tập phản ứng thế. Nào, chúng ta sẽ nhìn lại xem các em có băn khoăn hay thắc mắc gì đối với cái phần phương pháp giải này không. Xin mời các em chúng ta cùng trao đổi nhé. Chị thấy có Minh Thư, còn những bạn khác thì sao các em nhỉ? Chị nghĩ cái phần thế này sẽ có rất nhiều thứ phải nói đấy, bởi vì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Thế nên là chị hy vọng rằng các em có thể trao đổi thoải mái với chị, được không nhỉ? Chị nói đi ạ. Rồi chị thấy Phi Long rồi, không có vấn đề gì đúng không các em?
Tức là các em thấy rằng là phản ứng thế của hydrocarbon á thì mình sẽ quan tâm đến hai cái, một là của ancan và một là của alkamutin. Thì các em thấy rằng đối với ancan á thì nó chỉ thay thế hydro bằng nguyên tử X, X như là clo hay bro, đúng nhờ. Và các em nhớ rằng là nó phải thay thế toàn bộ hydro này bằng halogen, toàn bộ luôn nhá, có thể nó thay thế cả toàn bộ luôn cũng được đấy. Và các em thấy rằng tiếp theo mình sẽ quan tâm đến cái số sản phẩm thế và cái sản phẩm chính trong các sản phẩm đó là như thế nào. Ok, số sản phẩm thế ví dụ thế 11 đúng không, phản ứng 11 đi, thì cái tỷ lệ phản ứng là 11 đấy, thì các em thấy rằng là nó chỉ thế một hydro thôi, một hydro bằng một nguyên tử halogen, đừng nhà các em nhớ xét tỷ lệ nhá để mình xem rằng nó thế bao nhiêu. Vậy nếu mà thế 11 á thì các em thấy rằng là nó sẽ phụ thuộc vào cái tính đối xứng đấy, tính đối xứng xem nó thế ở đâu, thế của carbon nào đó các em ạ. Thứ nhất đó chính là số sản phẩm, và ngoài ra thì nó sẽ còn sản phẩm chính nữa. Sản phẩm chính chính là cái sản phẩm mà thế ở carbon bậc cao hơn. Các em nhớ bậc carbon đâu? Từ từ. Ngọc Thư ơi, nếu mà để tốt nhất á, thì em có thể xem lại video buổi phần 1 trước để làm một cái nền tảng lý thuyết trước khi em sang cái dạng bài tập này, đúng không nhỉ? Rồi chị biết rằng là cái bậc carbon sẽ làm các em cảm thấy quên đúng không? Có thể một số bạn sẽ quên đấy. Thì các em thấy rằng là bậc carbon ấy chính là bằng số nguyên tử carbon liên kết với carbon mình đang xét. Ví dụ nhá, các em thấy rằng carbon ở vị trí số 2 ở giữa đi, các em thấy không? Carbon ở vị trí ở giữa. Các em thấy rằng xung quanh nó liên kết với hai nguyên tử carbon khác, đúng không? Liên kết với hai nguyên tử carbon bên cạnh ấy thì nó sẽ có bậc 2. Bậc carbon chính là số nguyên tử carbon liên kết với cái carbon mình đang xét. Mình đang xét là carbon ở giữa, xung quanh nó có liên kết với hai nguyên tử carbon khác nên nó sẽ có bậc 2. Còn carbon bên ngoài á thì các em thấy rằng nó chỉ liên kết với một carbon, đúng không? Nên nó sẽ là bậc Tuần này 1. màu vàng. Đúng không các em nhỉ? Đó chính là bậc carbon. Và các em thấy rằng sản phẩm chính ấy nó sẽ ưu tiên thế ở carbon có bậc cao hơn. Vậy các em thấy rằng ở vị trí số 2 và vị trí số 1 đấy thì theo các em đâu là sản phẩm chính? Nào, thế hydro của carbon nào sẽ là sản phẩm chính? Các em, carbon số 2 hay là carbon số 1 nhỉ? Đây, cái mà ba carbon mình đang xét đấy thì các em thấy rằng nó sẽ là carbon số mấy? Đúng rồi, chính xác, đó chính là carbon số số 2, đúng không các em? Bởi vì nó có bậc carbon cao hơn nên nó sẽ là sản phẩm chính. Được chưa nhá? Các em nhớ nhá, bậc carbon chính là số carbon, số nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử carbon mình đang xét. Đấy, các em xem rằng xung quanh nó có bao nhiêu carbon thì đó chính là bậc của carbon. Được chưa nhỉ? Đó, chỉ có vậy thôi, tí nữa thì chị và các em sẽ cùng làm một số bài tập để mình sẽ hiểu hơn về phản ứng thế hydro của ancan. Nhờ. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về phản ứng thế hydro của alkamutin. Một in cái số 1 đấy các em ạ, chứng tỏ đó là liên kết 3 đầu mạch. Các em nhá. Bởi vì đầu mạch mới còn hydro để mà thế. Đúng không? Nếu các em di chuyển liên kết 3 vào bên trong ấy. Đúng không? Liên kết 3 bên trong thì các em thấy rằng nó sẽ không còn hydro nữa. Các em thử viết xem. C gạch C liên kết 3 C gạch C. Đấy. Tức là liên kết 3 nó nằm giữa ấy, thì các em thấy rằng là nó sẽ không còn hydro mà thế nữa, nên bắt buộc nó phải là alkamutin, tức là liên kết 3 đầu mạch để còn hydro thế bởi bởi bảng. Các em nhá, các em thấy rằng phản ứng này giống phản ứng cái chất tác dụng ấy, giống phản ứng tráng gương tráng bạc đúng không, nhưng cái sản phẩm của chúng ta ấy, nó là một cái kết tủa màu vàng. Các em nhá, đây không được coi là phản ứng tráng gương đâu, bởi vì nó không tạo ra bạc mà đây tạo ra kết tủa màu vàng. Đó, em thấy rằng nó thay thế hydro này bởi bạc. Em thấy không? CH này, đối 3CH này, sau đó mình sẽ thay thế hai cái nguyên tử hydro này, đúng không? Bằng cái bạc. Đó, thì các em sẽ được một cái kết tủa màu vàng. Đó, chỉ có vậy thôi. Đó chính là hai phản ứng thế trong hydrocarbon mà các em cần ghi nhớ. Được chưa nhỉ? Các em có băn khoăn hay thắc mắc gì nữa không? Kem nhỉ? Ok, hello rồi, giờ chị mời các em chúng ta sẽ thử làm một số bài tập để các em hiểu hơn về các bài toán này nhé.
Anh Tú ơi, em có thể xem lại cho chị cái video của từng buổi, hoặc mới đầu mình mới học được một tuần thôi kem ạ, mình mới học được một tuần thôi, nên em yên tâm là em có thể vào trên Classroom ấy để kem có thể xem lại video của những buổi học trước, như thế nhỉ? Thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc nếu không bao giờ em cứ học với chị cũng được, sau đó mình có thể xem lại video lần nữa, được không nhỉ? Không có vấn đề gì hết, đúng không? Rồi bây giờ chị mời kem, chúng ta sẽ thử làm một cái câu ví dụ đầu tiên, là câu hỏi số 1. Khi cho ancan x trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 83,72%. Kem nhớ đây là ancan x nhá. Tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 trong điều kiện chiếu sáng chỉ thu được hai dẫn suất monoclo đồng phân của nhau. Vậy tên của x là? Chị mời kem. Rồi chị thấy có Minh Thư rồi. Không sao, kem cứ suy nghĩ thêm cho chị trong khoảng khoảng 2 phút nhá. Rồi, chị thấy Xuân An rồi. Rồi, chị thấy Phi Long nữa. 2, 3 đi mê tín, bù tạc. Nếu bạn nào chưa rõ, không sao đâu kem ạ. Mình sẽ cứ làm nhiều bài tập, đó, nhiều ví dụ thì kem sẽ hiểu rõ hơn về các dạng bài. Như nào? À đây, chị thấy có thành mã là A rồi này. Tức là bắt đầu sẽ có sự khác biệt đúng không? Chị thấy có Dương Trần rồi. 30 giây nữa kèm nhá. 30 giây nữa. Rồi chị thấy Nga rồi. Chị thấy Trọng Quân. Kẻ ra B. Rồi, được rồi. Chị mời các em, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thầy nhá. Xem đáp án nào mới là đáp án chính xác. Được nhá. Rồi, lấy Phương Thanh, chị thấy Văn Quyến rồi. Chị ơi, mấy đứa. Chúng ta vào câu 1 nhá. Câu 1. Khi cho anh ăn can x phân tử ăn can x này, trong phân tử có phần trăm khối lượng của carbon bằng 83,72%. Anh này anh ăn can này cho phản ứng với clo theo tỷ lệ 1:1, điều kiện là chiếu sáng để thực hiện phản ứng thế. Thì thu được hai dẫn suất monoclo là đồng phân của nhau. Tìm x. Đó, tìm x. Thế thì câu này về cơ bản đầu tiên đó là các bạn phải cần tìm cái gì? Các bạn cần tìm có thể ancan là gì? Bằng cách nào nhỉ? Đó là bằng cách các bạn đi tìm N thông qua cái phần trăm khối lượng carbon. Cái thứ hai mà các bạn cần đó là gì? Các bạn phải đi xác định xem là ứng với ancan đấy thì đồng phân nào là đồng phân mà chúng ta chỉ thu được hai sản phẩm thế. Bằng cái cách là xác định nhanh sản phẩm thế nhá. Ok, để xem nào. Công thức tổng quát của một ancan mình sẽ gọi là gì nhỉ? Các bạn gọi cho thầy đơn giản đó là CN H2N cộng cộng 2, được không? Bây giờ mình có cái phần trăm khối lượng carbon thì khá đơn giản, các bạn sẽ có phần trăm M của anh carbon trong này đúng không? Hãy đọc là carbon nghe cho nó sang một, các bạn lớp 10 sẽ tới đọc là carbon đấy. Chúng ta sẽ có là 12 nhân N đúng không? Chia cho 14N cộng 2. Khối lượng carbon chia cho tổng khối lượng của phân tử. Các bạn nhân 100% thì bằng 83,72%. Đến đây thì có rất nhiều cách để xử lý được N. Nhưng mà lời khuyên của thầy dành cho các bạn là hãy sử dụng máy tính mà tính cho nó nhanh, đúng không? Dùng thế tốc độ mà. Các bạn nhìn máy tính của thầy nhá. Chúng ta có 12x. Thì máy tính nó không hiểu được n, bắt buộc mình phải nhập x thôi. Sau này mấy cái máy hiện đại hơn thì nó có ẩn n thì mình sẽ dùng n cho nó tiện. Chia cho 14 x cộng 2 nhân 100. Thì bỏ dấu phần trăm đi cho dễ tính nhá, bằng 83,72. Đấy, mình bỏ cả hai vế phần trăm này mà, không ảnh hưởng gì đâu. Sau đó ấn ship sâu thôi thầy. Ở đây các bạn nhớ là các bạn nên cái x bằng bao nhiêu này, tức là máy nó hỏi là giá trị đầu x bao nhiêu thì các bạn nên nhập giá trị đầu x bằng 1. Bởi vì thực tế cái ancan của mình bắt đầu từ n bằng 1. Đa số thì các bạn không nhập gì cũng được không sao đấy, nhưng mà có một số bài tập ấy, khi mà bạn không nhập gì ấy, thì nó sẽ không tính ra đâu. Đấy, nó hơi buồn cười một tí. Lúc nào mà gặp cái trường hợp đấy thì chỉ cho các bạn. Ở đây các bạn nhập x bằng 1 thôi, nó vẫn bằng cái nữa. Đó thì máy sẽ ra được nghiệm chúng ta là n bằng bằng 6. N bằng 6 hay nói cách khác chúng ta chính là C6H10 14 x sạc, được chưa?
Thế thì C6H14 các bạn còn nhớ là có mấy đồng phân không? C6H14 của mình có tổng cộng là 5 đồng phân tất cả. Đấy. Thế thì 5 đồng phân này, đồng phân nào sẽ là đồng phân mà có khả năng thấy ra được hai dẫn suất monoclore? Đấy. Thế thì ví dụ nhá, thầy sẽ viết anh đầu tiên này, chúng ta có tổng cộng 5 đồng phân nhá, bạn còn viết đồng phân nhá, 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này. Đồng phân đầu tiên là đồng phân không nhánh. Đồng phân thứ hai chúng ta sẽ có một nhánh. 5 carbon này, các bạn điền nhánh vào vị trí thứ hai. Anh thứ hai tiếp theo là bạn điền nhánh vào vị trí số số 3. Đó, được chưa? Tiếp theo là hai anh hai nhánh. 4 carbon mạch chính chúng ta sẽ có hai làm nhánh thì đây. Một anh nó sẽ là vị trí số 2, số 3 và một anh sẽ ở cùng cái vị trí số số 2. Đây là 5 đồng phân, đây là 5 cái mạch chính ứng với mạch C6. Thế thì bây giờ các bạn hãy thử xác định là tính đối xứng của thầy nhá. Đây, hình đối xứng ở đây này, nhìn thấy không? Trên màu vàng để nhớ này, đối xứng ở giữa. Đúng không nhỉ? Đây bạn nhớ thầy đối xứng gốc chéo này nhá. Đó, hai cái nhánh iso này và cái C ở đầu này nó đối xứng nhau đấy. Các bạn biết là thì nó giống cái đuôi cá. Tiếp nhá, anh này thì chúng ta sẽ có đối xứng hai bên, trái phải. Anh hai nhánh này thì các bạn thấy chúng ta có một đối xứng ở giữa của phân tử, đúng không? Và thậm chí là hai cái đuôi này nó cũng đối xứng nhau này. Đó, bên này nó cũng đối xứng sang bên này này. Đây, hai này tương đương này, nhìn thấy không? Hai này tương đương nhau này, nhìn thấy không? Cuối cùng là anh này thì chúng ta có một cái trục đối xứng nằm ở giữa như này. Đó. Thấy chưa? Và thực ra là chúng ta cũng có một cái đối xứng ở đây. Đó, anh này và anh này đối xứng nhau, nhìn thấy không? Tương tự chéo như này thì anh này và anh này đối xứng nhau. Được chưa? Tức là anh carbon hai cái nhánh carbon ở ở vị trí carbon số 2 này nó sẽ có tính đối xứng so với cái carbon này. Đó. Ok, như vậy để xác định nhanh sản phẩm nhá. Thì các bạn nhìn thấy này, anh đầu tiên thì các bạn đã viết một bên thì các bạn đừng viết bên còn lại. Ví dụ đây thì viết được carbon này. Rồi. Và đây là một sản phẩm này. Đây là sản phẩm thứ hai này và đây là sản phẩm số 3 này. Đó. Đừng viết sang bên này nhá, sẽ bị trùng nhá. Thầy sẽ đánh số nhá. Đây sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ ba. Nếu các bạn viết vào bên này thì nó thực ra lại vẫn là sản phẩm số 3 thôi. Đó, thầy sẽ viết để cho các bạn anh này là sản phẩm số 2 và đây là sản phẩm số 1 để các bạn thấy được cái tính đối xứng của nó. Nên đã viết một bên rồi thì không cần thiết để viết bên còn lại nữa, được chưa? Đó. Các bạn có thể viết như vừa sau thầy ấy. Lúc đầu mới học ấy thì thầy vẫn viết cả hai bên để thầy thấy là à hóa ra là hai này đối xứng nhau. Và nếu không lúc quen rồi thì thôi bỏ đi. Tiếp, đối với anh mà có 5 carbon này, mạch chính và một carbon mạch nhánh thì thấy đơn giản thôi, đây là một sản phẩm này. Đây sản phẩm số 2, đây sản phẩm số 3, sản phẩm số 4 và sản phẩm số 5. Đó. Thì đừng viết ở đây nhá, ở đây nó sẽ bị trùng với carbon số 1 vì hai này đối xứng nhau. Được chưa? À, anh thứ ba khi mà nhánh nó ở vị trí carbon ở giữa, các bạn sẽ thấy vào đây được một sản phẩm này. Sản phẩm số 2 này, ở giữa sản phẩm số 3 này và vào đây được sản phẩm số 4. Đó, bởi vì carbon này không đối xứng với con này đâu nhá, hai này không đối xứng nhau đâu nhá. Đấy. Thấy chưa? Bốn sản phẩm. Tiếp anh này, anh mà có hai nhánh và nhánh ở vị trí số 2 và số 3 thì chúng ta sẽ viết ở đây được một sản phẩm thứ nhất. Thế vào đây được sản phẩm thứ hai. Đó, đừng viết sang bên này. Bên này là bị trùng với carbon số 2. Viết ở đây thì bị trùng với sản phẩm thứ nhất, đúng không? Và thì đây rồi, cái mình cần tìm đây rồi. Anh này chính là anh mà có hai sản phẩm thể. Hai sản phẩm thể. Monoclore. Đó, ok chưa? Còn anh cuối cùng này thì các bạn xác định nhá, là thầy thì là ba cái carbon này tương đương nhau, như vậy các bạn viết ở đây thì được một sản phẩm. Ở đây thì bị trùng này, đây bị trùng này. Thì ở đây được carbon số 2 thì được hai sản phẩm, ở đây chúng ta được ba sản phẩm. Carbon ở giữa này nhá, carbon trung tâm này này, nó đang không có hydro nên sẽ không tham gia phản ứng thế được. Các bạn nhớ thầy là trong phản ứng thế monoclore, cái bị thế là hydro. Giờ cái bị thế đó là halogen, nó thế hydro. Đó. Vậy thì chốt kèo lại chúng ta sẽ có anh này chính là sản phẩm thế mà chúng ta cần tìm, đúng không? Anh có tên là gì nhỉ? 1 2 3 4, vậy là bốn carbon là butan rồi, anh này sẽ là gì nhỉ? Tên đầy đủ nó là gì? Nó sẽ là 2 3 dimethyl butan. Chuẩn chỉ chưa? 2 3 dimethyl butan, hãy chọn cho thầy phương án là đây là phương án B. Đó, một câu cũng khá là bình thường. Chủ yếu rèn cho các bạn cách để xác định sản phẩm thế thôi nhá. Tập viết thì các bạn cứ tập viết từ C1 đến C6 thôi thầy, không sao cả. Các bạn sẽ viết chắc là sai một hai lần gì đấy thôi, bị thừa bị thiếu nhưng mà sau đấy chắc là không sai nữa nhá. Lúc đấy mà sai nữa thì hơi buồn đấy. Ok, như vậy câu đầu tiên cái sản phẩm của mình cần tìm nó là cái chất X của mình cần tìm nó là 2,3 dimethyl butan. C số C bằng 6. Câu 2 nào. Rồi.
Chị biết rồi, chị cảm ơn các em. Chúng ta đã vừa là nghe thầy chia sẻ với chúng ta cái cách làm của cái câu hỏi số 1. Chị thấy ông Nga Lê rồi. Cái hai chia là sao em nào? Trước tiên chúng ta sẽ cùng phân tích câu 1 trước các em ạ, bởi vì câu 1 cũng khá là quan trọng. Thế bây giờ chị hỏi các em nè, theo tổng đài nhá. Tức là ấn phím số 1 nếu mà các em cảm thấy các em đã hiểu câu hỏi số 1 đấy rồi. Còn ấn phím số 0 nếu các em còn băn khoăn hay thắc mắc. Nào, chị mời các em. Nào, nào, cứ mạnh dạn nhá. Ấn phím số 1 nếu các em đã hiểu bài rồi, còn ấn phím số 0 nếu chúng ta còn băn khoăn. Nào, chị mời các em. Hai à? Rồi, 3 giây nữa nào. 3, 2, 1. Rồi, chị cảm ơn các em. Chị biết chứ, chị biết, chị biết. Chị cũng đã từng là học sinh, chị biết. Đối với những cái câu mà nó cứ đối xứng như thế này, đồng phân như này là chị cảm thấy rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà thôi, đây. Chị sẽ chia sẻ cho hình cho các em để chúng ta sẽ cùng phân tích. Đó. Bạn nào hiểu rồi thì các em sẽ cùng phân tích thêm với chị. Được chưa nhỉ? Còn nào chưa rõ thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình ở đây với chị nào. Chúng ta sẽ học để cùng trao đổi với nhau các em nhé, nên các em sẽ ở lại, sẽ thông cảm với chị là vì sao chị lại phải dạy chậm hơn đó. Chúng ta cùng trao đổi hơn mà để hiểu rõ hơn các em nhé. Đầu tiên á, cái công việc đầu tiên đó là các em phải biết rằng là cái x này của chúng ta có công thức phân tử là gì, nó công thức là gì, đúng không các em? Thì các em biết rằng là chúng ta sẽ có phần trăm khối lượng carbon ấy, là bằng 83,72%, đúng không các em nhỉ? Phần trăm khối lượng carbon thì sẽ là bằng khối lượng của carbon trên cho gì nhỉ, khối lượng của ancan đó. Các em thấy rằng ancan của chúng ta sẽ có công thức tổng quát đó là CnH2n cộng 2, đúng không các em? Vậy carbon ở trong đây sẽ có là n nhân với 12, 12 chính là m lớn của carbon, đúng không các em nhỉ? Vậy carbon sẽ có 12n. Thế còn chia tổng thì các em thấy rằng carbon là 12n, đúng không? 12 nhân n này cộng với 2n của H cộng với 2. Bởi vì H là một các em ạ, nó sẽ là 2n cộng 2 nhân 1, đúng không? Vậy tổng cộng sẽ là 14n cộng 2. Đúng không các em nhỉ? Vậy các em đã xác định cho cô được đó là khối lượng ở phần trăm khối lượng carbon sẽ bằng 12n chia 14n cộng 2 nhân đến 100%. Và theo đề bài nó bằng 83,72%. Từ đó các em suy cho cô được cái các em suy cho cô được các em suy cho chị đó là n sẽ là bằng bằng 6, đúng không? N bằng 6 thì chứng tỏ là C6. Sau các em thay n bằng 6 ở đây thì sẽ là 2 nhân 6 cộng 2 là sẽ là H14, đúng không nhỉ? C6H14. Đấy là công việc đầu tiên mà các em phải làm, đó là xác định được công thức phân tử của cái ancan này. Dữ kiện tiếp theo người ta nói chúng ta rằng nó tác dụng với clo theo tỷ lệ 1:1. Tức nó chỉ thế một clo thôi, một nguyên tử hydro bằng một clo thôi, đúng không các em? Và thu được hai dẫn suất mono clo. Vậy mình xem rằng trong các cái đồng phân này đó thì cái đồng phân nào, cái công thức nào ấy mà thỏa mãn rằng nó thu được hai dẫn suất mono clo. Thế giờ mình hãy cùng xem. Đầu tiên là mạch thẳng có 6 carbon các em ạ. Như thầy nói thì các em hãy tìm cho thầy những cái trục đối xứng như một cái tấm gương ấy. Thì các em thấy rằng đây 6 carbon thì đối xứng sẽ là ở giữa, đúng không? Ở giữa. Vậy tức là đây chị sẽ viết là đây carbon số 1, số 2, số 3. Thì các em thấy rằng carbon này nó sẽ đối xứng với carbon này, tức là nó cũng chính là carbon số 3. Đúng không? Nó có vai trò tương đương nhau. Tương tự cũng vậy, hai qua đây, một qua đây. Vậy chúng ta sẽ có ba vị trí, đúng không em nhỉ? Ba vị trí có thể thế clo. Đó mà nó không bị trùng. Vậy chứng tỏ đây sẽ có ba dẫn suất mono clo. Nó khác với đề bài đúng không các em? Đề bài chúng ta là hai dẫn suất cơ. Vậy công thức này không phải. Tiếp tục, các em thấy rằng ở đây chúng ta cũng thấy điểm đối xứng ở đây, trục đối xứng ở đây, đúng không? Bởi vì các em thấy rằng carbon này đối xứng qua carbon này. Đó. Vậy các em thấy rằng chúng ta sẽ có tổng cộng có bao nhiêu vị trí thế clo đây? Một này, đúng không? Hai này, ba này, bốn này và năm. Carbon này bị trùng rồi đúng không các em? Nó đối xứng rồi thì mình sẽ không xét nữa. Vậy tổng cộng sẽ có 5 sản phẩm thế. Đó. Tiếp tục, ở đây thầy cũng cho chúng ta được một cái trục đối xứng đúng không các em? Vậy hai carbon này với hai carbon này nó đối xứng qua nhau, nó có vai trò tương đương nhau. Vậy mình chỉ xét một bên thôi. Vậy các em thấy rằng chúng ta sẽ có bao nhiêu vị trí? Nào, thử nhắn tin trong phần chat cho chị xem sẽ có bao nhiêu vị trí đây.
nha, đối với cái công thức số 3 các em ạ thì sẽ có bao nhiêu vị trí thế nhỉ mà nó không bị trùng nhau? À rồi, thấy Hồng Tuyền rồi, thấy Minh Thư rồi. Ba à? Kể cho rằng là ba à? Ừ rồi, đó chính là gì nhỉ, phải là bốn đúng không các em? Hai cái ông này trùng với nhau rồi đúng không, đối xứng quanh nhau rồi đúng không nhỉ, thì mình sẽ có một vị trí, hai vị trí này, và hai carbon này nó không trùng với ai cả thì nó độc quyền đúng không các em? Vậy sẽ đây là ba và đây sẽ là bốn, sẽ có bốn sản phẩm thế mono đúng nhỉ. Tương tự chúng ta sẽ có cái công thức số 4 đó. Thì các em thấy rằng là đây nhìn dễ thấy nhất đúng không, thì ba cái carbon này với cả ba carbon này nó đối xứng qua nhau đúng nhỉ. Vậy mình chỉ xét một bên thôi nhá, mình tạm thời bỏ bên đây đi, mình xét một bên này thôi, mà mình xem là một bên này nó có đối xứng nhau nữa không. À thì các em thấy rằng nó lại đối xứng tiếp qua trục này, carbon này với carbon này nó lại đối xứng qua cái trục này đúng không các em? Vậy vai trò của nó tương đương nhau, vậy mình chỉ xét một thôi. Vậy các em thấy rằng đây sẽ có một sản phẩm và đây sẽ có một sản phẩm nữa, carbon này thì trùng rồi đúng không, vậy mình sẽ có hai sản phẩm, đây là bốn chưa nhở. Mình tiếp tục với cái đồng phân tiếp theo, thì các em thấy rằng đây một cái trục đằng ngang đó, dễ thấy đúng không, trục ngang, thì các em thấy rằng carbon này với carbon này nó có vai trò tương đương nhau đúng không, thì chị tạm thời bỏ carbon này đi nhá, chỉ lấy carbon bên trên thôi. Tiếp tục này, à đây các em thấy lại có một cái trục bên đây nữa, trục 45 độ đây đúng không, thì carbon này với carbon này nó lại có vai trò tương đương nhau đúng nhở, thì chị lại lấy một một cái thôi, chị bỏ đi nhá, chị bỏ tạm thời bỏ này đi đấy, chỉ lấy cái này thôi. Tiếp tục, à vậy theo các em chúng ta sẽ có bao nhiêu vị trí thế clo đây nào, thử nhắn tin với các chị xem sẽ có bao nhiêu vị trí thế clo đây, mấy các em? Ờ rồi, đó chính là mấy nhá, đó chính là ba đúng rồi. Các em để ý cẩn thận nhầm, đây là một, nhiều bạn sẽ cho rằng đây là hai, đây là ba và đây là bốn, nhưng các em thấy rằng đã gọi là thế hydro đúng không, đã gọi thế mà, thì chứng tỏ nó phải còn có hydro để mà thế chứ. À, nhưng các em thấy rằng cái carbon này xung quanh nó có bốn gạch rồi, các em thấy không, một hai ba bốn này, vậy chứng tỏ nó không còn hydro mà thế nữa, thế nên mình cũng loại nó luôn vì nó không còn hydro mà thế đúng không. Vậy các em thấy rằng là chúng ta sẽ có ba vị trí thế clo thôi, tương ứng với ba sản phẩm đúng không các em nhỉ. Vậy mình sẽ chọn đáp án, đó là đáp án đây đây đây, chính là công thức mà mình đang cần tìm, là có thu được hai dẫn suất monoclo. Vậy mình đọc tên nó như thế nào, ok đọc tên nó như thế nào, mình sẽ chọn mạch chính là mạch này đây, bốn carbon, bốn carbon thì sẽ là butan đúng nhở, mình đánh số thứ tự này 1 2 3 và 4, thì đây sẽ là hai này, đây DCS 3 các em nhé, DCS 3 đấy, carbon là CS 3 này, thì nó sẽ là 2 3 dimetin đúng nhỉ, butan. Đó chính là câu hỏi số 1 các em ạ. Đó, thì chị hy vọng là các em có thể hiểu hơn về cái phần đối xứng để chúng ta sẽ không xác định nhầm cũng như là dư thừa sản phẩm đúng nhỉ. Đó, các em nhé. Các chị nghĩ là các em chỉ cần luyện tập thôi chứ nó không quá khó đâu. Đó, đúng nhỉ. Rồi chị cảm ơn các em. Ô, chị hy vọng là câu số 1 chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây và các em sẽ chuyển sang chị câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi số 2. À, chị với kem. Rồi, câu hỏi số 2 nó sẽ mang lại chúng ta điều gì đây? Câu hỏi số 2 nó xuất hiện trong một cái đề thi cao đẳng năm 2008. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol nước. Khi X tác dụng với khí clo theo tỷ lệ mol 1:1, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất, tên gọi của X là. Rồi, chị mời các em. Họ tương tự như câu 1 đúng không các em? Công việc đầu tiên của chúng ta vẫn phải xác định được công thức phân tử của X. À, X là gì? Sau đó mình sẽ xem rằng là cái đồng phân nào, cái cấu tạo nào phù hợp. Đúng không các em? Rồi, chị thấy có Minh Thư, chị thấy có Quyên, chị thấy có Phi Long, đến Xuân An rồi. Các em cứ làm đi. Một phút nữa nhá. Một phút nữa. À, chị mời các em. Rồi, chị thấy Thành Mãi rồi.
Bài này nó sẽ kết hợp thêm với phản ứng đốt cháy đúng không? Vậy là từ phản ứng đốt cháy các em phải xác định được công thức phân tử của x. Rồi, chị đã chân thông rồi. Những bạn khác các em cứ mạnh dạn trả lời nhá. Đúng thì càng tốt, sai cũng không sao cả các em ạ. Và bạn nào còn mà còn chưa rõ, chưa làm được câu 2 thì cũng không sao hết các em ạ. Bình thường, không vấn đề gì cả đâu, nên các em yên tâm. Rồi thì thầy có Nga rồi. Em ra C đúng không? Rồi mình sẽ đợi các bạn thêm khoảng 30 giây nữa nhá. Sau đó mình sẽ xem rằng là thầy sẽ chia sẻ chúng ta điều gì trong câu hỏi số 2. Rồi thấy Phương Thanh rồi. Rồi. Rồi xin mời các em chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thầy nhá. Câu hỏi số 2. Câu 2 nào. Câu 2 chúng ta có đốt cháy hoàn toàn một anh hydrocarbon X thu được 0,11 anh CO2 và 0,132 mol nước. Thế thì khi mà đọc những câu như này đến đây là các bạn đã phải định hướng đây là chất gì đúng không? Các bạn có định những đặc điểm gì đặc biệt giữa cái CO2 và nước không? À, mặt khác khi X cho phản ứng với khí clo tỷ lệ 1:1 thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất, để bài yêu cầu các bạn tìm X là gì? Câu 2 này giống câu 1. Bước 1 chúng ta phải đi tìm ankan là gì? Bước 2 chúng ta sẽ đi tìm gì? Đi tìm xem là trong các đồng phân của ankan đấy cùng công thức phân tử đấy thì cái đồng phân nào, cấu tạo nào để chúng ta thế chỉ ra được một sản phẩm. Đó, cần tìm đến một sản phẩm nhá. Ở đây thì các bạn thấy cái thầy có một cái nhận xét ở đây là số mol nước mà lớn hơn số mol CO2. Đúng không? Vậy thì cái xì của chúng ta phải là ankan. Và cách thứ hai là các bạn nhìn cả bốn đáp án của mình đều là ankan tất thì làm gì nó là cái chất khác được. Được không? Như vậy là ankan thì hãy gọi nó là CnH2n cộng cộng 2 cho thầy nhé. Anh này mang đi phản ứng thế. À quên, phản ứng cháy. Thì các bạn sẽ có gì? Các bạn sẽ có số mol của X chính là bằng hiệu của nước trừ đi CO2. Đó, đối với ankan. Như vậy các bạn trừ cho thầy nào. 0,132 trừ đi 0,11 bằng 0,022. Như vậy các bạn sẽ tính nhanh được số C của X hay khác là N của X bằng bao nhiêu. Số C của X ý nhé. Thì lấy số mol của CO2 và chia cho số mol của X thôi. Đó, số mol của CO2 là 0,11. Các bạn chia cho 0,022 bằng 5. Vậy thì X của chúng ta là C5 và H10. 12. C5H12 có mấy đồng phân nhỉ? C5H12 chúng ta có 3 đồng phân. Nhá. Nhớ thầy này. C1, C2, C3 có một đồng phân. C4 chúng ta có hai đồng phân. C5 chúng ta có 3 đồng phân. Và cái C6 thầy và các bạn vừa viết thì có 5 đồng phân. Đó. Các bạn chỉ cần nhớ thầy từ C1 đến C6 thôi là làm bài tập vô tư rồi. À, ok, như vậy trong các đồng phân của C5 nhá, chúng ta sẽ viết cái mạch chính như này. Đầu tiên là một anh có 5 carbon, đúng không? Không có nhánh. Anh tiếp theo là một anh có 4 carbon, có một nhánh. Và cuối cùng là anh có 3 carbon và có hai anh làm nhánh. Thế thôi, như vậy là hết rồi. Nào, quan trọng là nhất là tìm yếu tố đối xứng của thầy. Anh này đối xứng ở giữa, đúng không? Anh này đối xứng góc chéo này. Anh này thì đối xứng đây. Trên dưới trái phải các kiểu hơn. Đó. Tức là bốn carbon này là đối xứng nhau tất. Nhá, các bạn biết đáp án là gì rồi đúng không? Anh đầu tiên chúng ta có mấy sản phẩm nhỉ? Rồi chị mời các em thử nhá, mình thử vận dụng luôn, thử luyện tập luôn. Cái công thức đầu tiên theo các em sẽ có bao nhiêu sản phẩm thế monoclor? Chị mời các em. Chị đấy có Phương Thanh, chị đấy có Hồng Tuyền đây rồi, Xuân An, Minh Thư. Rồi thì thấy các em rồi là ba hai à? Chị ra cùng xem nhá. Được phần đầu tiên. Một này vào đây là con phần thứ hai và vào giữa là phần phẩm số 3. Đối với anh có một nhánh thì vào đây được. Rồi, vậy các em thấy rằng sẽ có 3 vị trí nhá các em nhá. Đó, hai hai cái ông bên bên kia đối xứng với nhau thì thôi đúng không? Mình bỏ đi. Nhưng mà carbon ở giữa ấy, nó vẫn tính nữa các em nhá. Vậy sẽ có 3 sản phẩm. Thế còn cái đồng phân số 2 thì sao các em? Thì sao nhỉ? Rồi. Chị thấy các em rồi. Hãy nhìn thì đối xứng của nó thì bỏ đi, đúng không? Đấy, chị chọn một thôi. Rồi, chị thấy các em rồi, đều ra là 4 nào. Chúng ta cùng xem nhá. Đây được sản phẩm thứ nhất và đây được sản phẩm thứ hai, sản phẩm số 3 và sản phẩm số 4. Và cuối cùng là anh này, bốn carbon xung quanh đối xứng nhau. Rồi, vậy cái này rằng sẽ có 4 sản phẩm đúng không? Chính xác, cái carbon ở bên dưới nó sẽ bị đối xứng với carbon số 1 rồi nên mình sẽ không tính nữa. Vậy cái đồng phân cuối cùng nào, chừng mấy cái chừng mấy cái sẽ có bao nhiêu sản phẩm thế monoclor đây?
Đây, chỉ thấy các bạn rồi, là một đúng không kem? Chính xác, nào. Carbon ở giữa thì không có hydro. Như vậy chúng ta sẽ thử được một sản phẩm thôi. Đây chính là cái mình cần tìm, chuẩn chưa? Như vậy anh này nó sẽ được 3 sản phẩm monoclor. Anh này 4 sản phẩm monoclor. Và cuối cùng anh này chúng ta có được một sản phẩm monoclor. Anh này tên là gì nhỉ? Các bạn có thích thì viết đủ hero vào thầy cũng được, chả viết cho nhìn nó quen. CS3 lại bảo thầy chả viết hát. Câu trên nó không viết là chả nhẽ câu dưới lại không viết đúng không? Đây. Đông phân này các bạn chính là cái đông phân cần tìm. Anh này có một cái tên nó là neo pentan. Neo nghĩa là trung tâm. Đấy. Hoặc cách thứ hai là các bạn nhìn cho thầy này. Ở đây chúng ta có ba carbon mạch chính đúng không? 1 2 3, ba carbon vậy nó phải là propan. Propan thì nó sẽ không thể là lá câu A được, không thể là câu B được, nó chỉ có thể là B hoặc D thôi, à C hoặc D thôi. Thế thì anh D này các bạn thấy ngay không phải, bởi vì nó là hai metin thì không phải rồi, đúng không? Mình nhớ tuần anh C5 mà. Đáp án đúng câu này của mình là 22 dimethyl propan. Em có một tên khác đó là neo penta. Neo nghĩa là trung tâm. Đó. Câu số 5 hãy chọn cho thầy phương án là phương án C, à, chính xác. Đó chính là câu hỏi số 2 kem ạ. Chị tin chắc rằng là kem đã hoàn thành xong câu hỏi số 1 thì câu hỏi số 2 nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chị nghĩ rằng là đối với phần câu hỏi số 2 ấy, nếu mà bạn nào không nhớ cách xác định công thức phân tử thông qua phản ứng đốt cháy ấy thì cũng hơi khó đấy. Kem thấy rằng là số mol nước mà lớn hơn số mol CO2 ấy, thì chỉ có một trường hợp duy nhất của hydrocarbon thôi, đó chính là ăn càng. Kem nhớ nhá, số mol nước mà lớn hơn số mol CO2 thì mình khẳng định đó chính là ăn càng. Được chưa nhỉ? Và các em thấy rằng số mol ăn can ấy, lúc này nó sẽ bằng số mol nước trừ đi số mol của CO2 và nó bằng 0,022 mol. Sau đó mình sẽ xác định được số carbon có trong X các bạn. N ấy, tức là N ấy, tức là N chính là số carbon ấy các em. Và trong X ấy, nó sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol của ăn can. Đó thì các em tính được nó bằng 5. Vậy đó chính là C5H12. Chưa nhỉ? Đó, em sẽ cố gắng về xem lại cho chị cái phản ứng đốt cháy nhá. Rồi, đó chính là câu hỏi số 2. Chắc cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không? Rồi, giờ chị mời các em chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Rồi, đây là một đề trong tuyển sinh đại học khối B năm 2013. Cho 3,36 lít khí hydrocarbon X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong môi trường nước 3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là, rồi chị với các em, chúng ta lại sang một cái phản ứng thế hydro của K một in đúng không? Đó. Rồi để xem giờ các em sẽ vận dụng nó như thế nào đây. Chị thấy có Minh Thư rồi, chị thấy có Quyên rồi, C2H2 à? Để có Thành Mãi rồi. Tiếp tục đi kem, tiếp tục đi nào. Kem cứ suy nghĩ và làm thêm cho chị trong khoảng 1 phút nữa nhé. Một cô nữa nào. Rồi, đây có Phi Long rồi, đây có Xuân An. Tiếp tục đi kìa, tiếp tục nào. Mình muốn xác định công thức phân tử của X. Mình sẽ làm như thế nào đây? Ba mươi giây nữa. Kem cứ làm nhá, cứ làm nào. Bạn nào có đáp án thì có thể nhắn tin trong phần chat nhé kem. Câu hỏi số 3. Rồi, được rồi, chị cảm ơn kem. Vì đây là một câu ví dụ trong cái dạng thế ăn K một in đúng không? Thế nên mình sẽ cùng xem thầy sẽ chia sẻ chúng ta điều gì nhá. Rồi, chị đề cập Phương Thanh rồi. Chị cảm ơn em. Câu hỏi số 3. Câu 3. Câu 3 này của mình là đề gì đây? Chúng ta có 3,36 lít khí X hydrocarbon X cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 là thu được 36 gam kết tủa. Công thức X là gì? Đó, công thức X là gì? Thế thì muốn có cái
Muốn có cái phản ứng mà AGNO3 để theo cái tuổi này này thì nó phải có gì nhỉ? XC của mình mà có điều kiện là gì nhỉ? Nó phải có liên kết ba đầu mạch đúng không? Như này, đúng không? Có hero và nó thế vào cái nào, thế vào hero ở đây này. À, vậy thì những câu như này các bạn phải xét hai trường hợp với thầy. Bởi vì như thầy ví dụ thầy lấy ở đầu giờ ấy thì các bạn thấy là nếu chất của mình là vinin, à, chất của mình là acetylen thì nó sẽ phản ứng với AgNO3 theo tỷ lệ 1:2. Còn các loại mà ăn cao một in khác ấy thì nó chỉ thế theo tỷ lệ là 1:1 thôi. Đó, vậy thì các bạn xét hai trường hợp. Trường hợp 1 của chúng ta là x chúng ta là gì? X của chúng ta là acetylen thì 2H2. Anh em tham gia phản ứng cộng nhá. Thầy viết luôn phản ứng nhá, viết luôn sơ đồ nhá. Anh này cộng với AgNO3 trong môi trường NH3. Nó thu được cái kết tủa là C2Ag2. Kết tủa này màu vàng. Kết tủa này màu vàng. À, số mol của C2H2 ở đây là 0,15. Đúng không? Các bạn tính như thầy này, thầy à, quên tính cho các bạn xem là thầy nhầm cái này. 0,15. Vậy thì số mol của C2Ag2 của mình cũng bằng 0,15. Đúng không? Rồi các bạn thì tính cho khối lượng kết tủa xem nó có đúng bằng 36 gram không? 0,15 mà các bạn nhân với C2Ag2. 36 gram. 36 gram. À, đúng đề bài 36 đấy rồi. Vậy thì câu này các bạn kết luận cho thầy là chúng ta sẽ chọn phương án D C2H2. Được chưa? Đó. Nếu mà các bạn muốn chặt chẽ hơn nhá thì các bạn phải xét trường hợp thứ hai, nhưng mà thực tế là khi làm thí nghiệm à, quy làm trắc nghiệm ấy thì khi mà các bạn đã tìm được một phương án đúng rồi thì các bạn sẽ không cần giải những trường hợp còn lại nữa. Nhớ ý đấy nhá. À, trường hợp thứ hai của chúng ta là gì? X thì nó là ăn cao một y thôi. Đó. CnH2n trừ 2. Đó, anh này mà tham gia phản ứng với AgNO3 trong môi trường NH3 thì chúng ta thu được gì? Chúng ta thu được CnH2n trừ 3 Ag. Cái tủa này thì cũng có màu vàng luôn. Thì các bạn thử tính nhé, xem có ra N không nhé. Chúng ta có số mol của X là 0,15. Thì kết tủa của mình cũng là 0,15. Chúng ta sẽ có khối lượng kết tủa bằng gì? Bằng số mol nhân M lớn và bằng 36 gram. Tức là bằng số mol là 0,15 này. M lớn của anh này bao nhiêu nhỉ? Các bạn sẽ có là 14N trừ 3 và cộng 108 bằng 36. Các bạn rút thử N xem ra bằng bao nhiêu. Thầy nghĩ là nó không đúng đâu bởi vì mình đã làm trường hợp 1 đúng rồi mà. À, 0,15 nhá, nhân với cả à, giải kỹ thì giải cho các bạn xem thôi. 14 để các bạn chặt chẽ mà. Bài khác thì mình cũng sẽ làm tương tự như thế này. Bằng này 36 tiếp sâu này. À, N bằng đầu à, bằng 212 được. 9,64 vậy loại rồi đúng không? Loại thôi. Câu 3 này hãy chọn cho thầy phương án là phương án D, C2H2. Câu dạng bài thứ hai là dạng bài đốt. Rồi, đó chính là cái câu hỏi số 3 các em ạ. Không biết các em có băn khoăn hay thắc mắc gì không? Nào, chúng ta lại theo tổ đài nhá. Rồi, chị ơi, các em, nếu các em đã hiểu cái câu hỏi số 3 rồi, các em nhấn chị phím số 1. Còn nếu các em chưa rõ thì các em có thể nhấn cho chị phím số 0. Xin mời các em. Cứ chia sẻ nhá. Cứ chia sẻ với chị đi nào. Rồi, một bình 01, 11, 10. Rồi, chị thấy các em rồi. Cứ mạnh dạn kem nhá. 3 giây cuối cùng nào. 3, 2, 1. Rồi, xin cảm ơn kem. Rồi, trong cái câu 3 ấy, thì các em thấy rằng là hydrocarbon mà tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 ấy, thì các em thấy rằng đó chính là cái loại thế thứ hai mà các em học đúng không? Đây, 21 đúng không? Đây này. Đây, phản ứng thế thứ hai mà các em học đây. Đúng không nhỉ? Đó, thế hydro của alkamutin. Đúng không? Thế của alkamutin. Vậy các em thấy rằng nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp đó là của acetylen, tức là nó sẽ có hai hydro để thế. Các em thấy không? CH nối 3 CH. Đó. Thế còn trường hợp thứ hai ấy, đó là cái alkamutin mà trừ cái ông acetylen này ra. Thì các em thấy rằng nó sẽ có dạng đó là CnH2n trừ 2. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có một hydro để thế thôi. Các em ạ, à, thì nó chỉ có thế một hydro. Thì ban đầu nó là 2N trừ 2, bây giờ trừ 1 thì sẽ là H2N trừ 3, và thay thế một hydro đó bằng Ag, đúng không các em? Mình sẽ có hai trường hợp như vậy. Trường thứ nhất, acetylen, thì các em thấy rằng là thế hai bạc. Đó, thế hai hydro bằng hai bạc, đúng không? Còn trường hợp thứ hai thì nó chỉ thế một bạc thôi. Rồi bây giờ chị mời các em, chúng ta sẽ nhìn lại cái câu của thầy. Đây. Trường thứ nhất đó chính là C2H2.
Thì các em thấy rằng nó thấy hai bảng, à thấy hai hero bằng hai bảng đúng không? Thì nó sẽ còn là nó sẽ tạo thành đó là C2AG2. Đó, thế hai hero trong đây bằng 2AG. Vậy các em thấy rằng nếu cái hydro carbon X của chúng ta có thể tích là 3,36 lít thì các em tính được số mol là 0,15 đúng không? Lấy 3,36 chia 22,4 là 0,15. Đây là 0,15 thì các em có thể suy ra được số mol kết tủa cũng bằng 0,15 đúng không nhỉ? Đấy, một 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 ông này một ông kia. Đấy, là 0,15. Vậy các em thử tính cho chị kết tủa này xem nó có bằng 36 gram không? Các em lấy số mol nhân với M lớn, carbon là 12, Ag là 108, đúng không? Đấy, các em lấy 0,15 này nhân với này, 12 nhân 2 cộng với 108 nhân 2 thì các em tính được nó bằng 36 gram. À đúng luôn. Đúng như đề bài cho. Vậy thỏa mãn. Đúng nhờ? Thì mình phải chọn luôn đó là C2H2. Hoặc để chặt chẽ hơn như thầy nói ấy, thì các em phải làm thêm một cái trường hợp số 2. Là bây giờ nó chỉ thế một bạc thôi các em ạ. À, vậy nếu số mol của X của chúng ta là 0,15 thì số mol kết tủa cũng là 0,15 đúng không? Vậy khối lượng kết tủa lúc này sẽ bằng 0,15 số mol này nhân M lớn. M lớn thì các em thấy rằng carbon là 12, sẽ là 12 nhân N này đúng nhở, cộng với 2N trừ 3 này thì các em thấy 12N cộng với 2N sẽ là 14N đúng không? 14N trừ 3 cộng với bạc nữa là 108, các em bằng 36 gram. Đó, theo đề bài. Và các em bấm máy tính ra thì suy ra N bằng 9,64. 9,64 tức nó lẻ rồi, đúng không? Nó là một số lẻ thì nó không thỏa mãn. Vậy các em sẽ loại. Đúng nhỉ? Vậy mình khẳng định rằng cái x của chúng ta đó chính là C2H2. Đúng không kem? Rồi các em thì trả lời lại cho chị xem nào. À, một số bạn vừa rồi cho chị phím số 0 ấy, các em thì trả lời lại chị xem nhá. Xem các em còn băn khoăn hay thắc mắc nữa không? Nào, nếu các em đã rõ rồi, các em có thể nhấn cho chị phím số 1 nhá. Được không kem? Rồi, chị thấy có Nhi rồi. Phương Nguyên thì sao nhỉ? Trần Phong đây rồi. Nhung Phạm đâu nhỉ? Hiếu đâu? Được không kem? Rồi, chị cảm ơn kem. Cũng khá là ổn đúng không? Không quá khó đâu. Để làm tốt hơn á, thì kem có thể về làm cho chị bài tập tự luyện. Đúng nhỉ? Để kem có thể làm tốt hơn vì cái dạng bài tập này. Không khó đúng không? Rồi, bây giờ chị mời kem chúng ta sang một cái dạng bài cực kỳ quan trọng trong cái phản ứng liên quan đến hydrocarbon. Đó chính là phản ứng đốt cháy. Rồi, chị mời các em chúng ta sẽ ghi lại những cái nội dung, những cái phương pháp giải đối với dạng bài tập này các em nhé. Rồi chị mời các em. Carbon. Là bài đốt cháy hydrocarbon này thì cũng khá là cơ bản. Các bạn hay gọi công thức tổng quát của hydrocarbon cho thầy là gì nhỉ? CnH2n cộng 2 trừ đi 2 2k. Đúng không? Trong đây n thì bằng số carbon. Số C, còn k của mình thì bằng là độ bất bão hòa đấy. Đấy, bất bão hòa. Đó. Nó sẽ bằng tổng số liên nó bằng tổng số liên kết pi và vòng có trong phân tử. Đấy, nếu mà mạch của mình hở nhá thì K của mình bằng pi luôn. Thế thì khi chúng ta đốt anh này, các bạn đã thấy phương trình đốt cháy của mình sẽ là gì? CnH2n cộng 2 trừ 2K cộng với cả oxy. Các bạn đã thu được sản phẩm đó là CO2 và nước. Số mol của CO2 chúng ta sẽ là N. Hệ số của nước sẽ là N cộng 1 trừ K. Được không? Của oxy này thì các bạn cũng có thể tính được, mà bình thường thì không tính cái này đâu, nhưng mà thôi đã chót biết thì mình sẽ biết luôn. Chúng ta sẽ có anh này là 3N này chia 2 nhé, bởi vì đây có hệ số 2 này, này cộng với 1 phần 2 trừ K trên 2 thôi, được, để viết gộp phần trên đây. Hệ số của anh oxy nó sẽ là 3N cộng 1 trừ K trên 2. Đó, và cái các bạn cần quan tâm vào thầy ở đây nhé, đó là khi mà K của chúng ta bằng 0 thì sao? K bằng 0 thì hợp chất của mình chính là ăn can. Ăn can. Thì mình sẽ có được là số mol của cái hợp chất X của mình á, đây gọi là X đi. Sẽ bằng số mol của nước và trừ đi số mol của CO2. Đó, rất đơn giản. Còn nếu mà K người ta bằng 1 thì ăn của mình sẽ là ăn gì? Ăn này là ăn ken. Ăn ken thì sẽ có CO2 bằng nước thôi, chứ các bạn sẽ không liên hệ được cái gì theo X cả. Đó. À, nếu mà K người ta bằng 2 thì hợp chất ban đầu của mình có thể là ăn kim hoặc là ăn ca dien. Lúc đấy thì các bạn lại có số mol của X nhá, thì sẽ bằng là số mol của CO2 và trừ đi số mol của nước. Đúng không? Và trong trường hợp tổng quát, đấy, tổng quát các bạn đã có một cái liên hệ khá là hay, là số mol của X sẽ bằng số mol của CO2 trừ đi số mol của nước. Chia cho gì? Chia cho K trừ 1. Nếu K của mình phải khác 0, à khác 1 nhá, hoặc là mình không chia được đâu. Đấy. Đây.
Rồi màu đỏ đi cho nó nổi. Đó, lưu cái này cho thầy nhá. Nốt nó lại đi. Ừ. Sau này các bạn sẽ sử dụng rất nhiều cái K này đấy, bởi vì là nó sẽ liên quan đến độ bất bão hòa của cái phần phản ứng cộng bên dưới mà. Ok, nào quẩy mấy câu cháy nào xem mình có gì đây. Đó, tiếp tục với Rồi, vừa rồi thì thầy đã chia sẻ chúng ta một số cái công thức cơ bản để các em có thể làm được cái bài tập đốt cháy hydro carbon. Thì không biết các em có băn khoăn hay thắc mắc gì không? Ngồi mình thì đã xem được à? Rồi, chị cảm ơn em. Câu họ, dạng số 2 nào các em phản ứng đốt cháy. Các em nhớ cái K nhá, K độ bất bão hòa đấy, độ bất bão hòa. Mình đã được học trong cái video cái buổi trước, đó là bài đại cương về hợp chất hydro, đại cương hợp chất hữu cơ đó, thì các em đã được học về cái độ bất bão hòa này rồi. Còn nếu bạn nào chưa nhớ thì các em có thể xem lại giúp chị nhá. Độ bất bão hòa chính bằng là số pi cộng với vòng các em ạ, số liên kết pi cộng với vòng. Rồi, các em nhớ chị cái công thức tổng quát của hydrocarbon, đó là CnH2n cộng 2 và trừ 2k các em nhá. Và đặc biệt là các em nhớ chị cái công thức cuối cùng này này. Đó, số mol X sẽ bằng số mol CO2 trừ số mol nước chia K trừ 1. Đấy, nếu mà các em đã xác định được cái đặc điểm cấu tạo của từng hợp chất rồi, các em phải chọn K, đúng không? Có thể tính được K. Thay K vào thì các em sẽ tìm được cái mối liên hệ giữa số mol CO2, số mol nước với số mol của đấy, thì các em phải làm tốt được những bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy, đúng nhờ? Thì không biết là các em có băn khoăn hay thắc mắc gì không để có thể chị và các em sẽ cùng trao đổi. Yeah. Trước khi chúng ta sẽ sang cái bài tập ví dụ, chị mời kê. Kê có băn khoăn hay thắc mắc gì không? Kê đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng làm bài tập chưa? Ok, thật lại là im đến thế. Kê vơi. Thôi được rồi, nếu mà kê không có băn khoăn hay thắc mắc gì thì chúng ta sẽ thử làm một số ví dụ nhá. Mình sang cái ví dụ đầu tiên, đó là ví dụ số 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hydrocarbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít khí CO2 và 3,24 gam nước. Hai hydrocarbon trong X là. Rồi chị mời kem. À được được. Đây đây, hàng cuối đây, dưới chân đây, hàng cuối đây em. Đấy, số mol của X sẽ bằng số mol CO2 trừ số mol nước chia K trừ 1. Đúng nhỉ? Rồi chị mời kem, chúng ta thử làm cho chị câu hỏi số 5 trong vòng khoảng 2 phút. Rồi, chị mời kê. Rồi, thì có Phi Long nữa rồi. Rồi, tiếp tục đi kem, kem thử làm nhá. Thử làm cho chị xem. Rồi, thì có Nga nữa rồi. Thì thấy Minh Phạm rồi. Minh Phạm chắc là vui tính trên lớp rồi đấy. Vui tính. Rồi chị thấy Nguyễn Thắng rồi. Cái Trần Thông nữa. Hồng Tuyền rất tốt. Có vẻ các em rất thích phản ứng đốt cháy đúng không? Hết phản ứng thế vừa rồi phải. Chị thấy có Phương Thanh rồi. Ok rồi. Chị thấy có Hương Thu nữa. Thu Hương đúng không? Được rồi, bây giờ chị mời các em chúng ta sẽ thử xem rằng là thầy sẽ chia sẻ chúng ta điều gì nhá trong câu hỏi số 5. Rồi, chị cảm ơn Thành Mã. Chị mời các em sang câu hỏi số 5. Đốt cháy hoàn toàn X gồm hai hydrocarbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi gặp hai anh kế tiếp đấy, các bạn cứ tính bình thường thôi thầy. Đó, tính N thôi thầy. Tính N là tính số carbon ấy, nhưng thực ra này là nó N là bằng một số lẻ thôi, mà không chẵn nhá. Bình thường thì số carbon của mình phải bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó. Thế nhưng mà khi nó là hai nhân tiếp thì lúc này là một số lẻ thôi. Nếu các bạn tìm ra N bằng 3,5 chẳng hạn thì chứng tỏ đấy là hỗn hợp của C3 C4, đúng không? Tìm được bằng 4,3 chẳng hạn thì nó là của C 4 là C5. Đơn giản như thế thôi. Ở đây thì chúng ta thu được 2,24 lít CO2 và 3,24 gam nước. Các bạn tính cho thầy số mol à? À, số mol CO2 này tính được ngay bằng 0,1. Cái gì đấy các em ạ? Chị vừa làm cái gì đấy đúng không? Ồ, đây đây đây, chị xin lỗi. 0,18 nào, các bạn có nhận xét gì ở đây nhỉ? Về cái lượng CO2 và cái lượng nước này nhỉ?
đó là gì? Số mol của CO2 chúng ta là nhỏ hơn số mol của nước. Vậy thì x của chúng ta ban đầu phải là gì nhỉ? Số mol nước của chúng ta lớn hơn số mol của CO2. Để suy ra được là hai cái hydrocarbon của chúng ta là ăn can. Được không? Ăn can. Thì nó sẽ là CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Đây thì các bạn có hai lựa chọn. Một là các bạn biết phản ứng cháy tổng quát là các bạn tính N trung bình. Cách thứ hai là các bạn tính luôn. Đó, bởi vì mình biết là nước lớn CO2 rồi và đây là ăn can thì các bạn sẽ có được là số mol của X liên hệ luôn bằng nước trừ đi anh CO2. Ở đây bằng 0,18 chứ 0,1. 0,08. 0,08 cho bạn tính là số C trung bình ý, hay là số N trung bình ấy. Đó bằng C trung bình của X. Lấy là số mol CO2 chia cho số mol của X. Các bạn lấy cho thầy là 0,1 chia cho 0,08. Đó. 0,1 các bạn chia cho 0,08. Bao nhiêu? 1,25. 1,25 thì chứng tỏ chúng ta là hỗn hợp của gì nhỉ? Một anh C1 và một anh là C2. C1 thì chính là CH, CH4, đúng không? Mỗi anh này thôi, C1 của mình anh này thôi. C2 chúng ta sẽ là C2H, H mấy? H6. Thì nó mới cùng dãy đồng đẳng được chứ. Nhìn thấy không? Đó. Vậy thì câu này các bạn chọn thay phương án là đây là phương án C, CH4 và C2H6. Ok là chưa? Dễ đúng không? Đây, N bằng 1 này. N bằng 2. Đó. Các bạn thế thôi. Liên quan đến những câu cháy thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó là xem là thầy cái tỷ lệ CO2 và cái tỷ lệ nước ấy, nó có liên hệ gì với nhau không, anh nào lớn hơn. Mình có định hướng tính chất ban đầu á. Câu 5, chốt được thầy phương án C. Câu số 6 đó. Số 6. Ôi chị xin lỗi, chị nói một hồi xong chị mới nhớ chị chưa bật mic. Chị xin lỗi mấy đứa. Thông cảm cho chị một cái sự lặng. Cái đầu óc của chị xin lỗi. Rồi thì nhắc lại một lần nữa nhá. Đó là khi các em có số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không? Tương tự với câu 3 vừa rồi đúng không các em nhờ? Thì các em suy ra được đó chính là ancan đúng không? Ancan thì mới có số mol nước lớn hơn số mol CO2. Sau đó các em sẽ tính được cho chị số mol của ancan sẽ bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 và nó sẽ bằng 0,08. Thật ra các em cũng tương tự tính được số carbon trung bình, à nó sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol của X, thì các em tính được nó bằng 1,25. 1,25 mà các em biết rằng nó kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng các em ạ, thì sẽ có một ông bé hơn 1,25 thì đó chính là một đúng không? Một ông sẽ có số carbon lớn hơn 1,25 gần nó nhất nhá, và chính là 2. Thì các em có thể xác định cho chị được đó chính là CH4 và CH6 đúng nhá. Em ơi, chị quay sang bên kia thì chị sẽ không nhìn cái phần chat của em. Thế nên sau này chị quên bật mic ấy, thì em bật mic lại nhá. Thì nói chị đúng không nhỉ? Thì các bạn đỡ cảm thấy im lặng ấy. Ừ rồi, ok. Thì cảm ơn mấy đứa. Đó chính là cái câu hỏi số 5 của chúng ta. Đúng không em? Thật ra giờ chị hiểu chưa? Rồi, chị ơi, em. Nào lại tương tự như tổng đài nào, em ơi. Tổng đài đi nào. Số 1 nếu các em đã hiểu rồi, còn nếu số 0 nếu các em chưa hiểu. Ôm mic rẻ à các em? Đây đây đây, để chị sẽ xem lại. Ok. Rồi chị mời các em nào. Các em nhớ rằng là sau này cứ kế tiếp nhau nhá, thì sẽ tìm n trung bình các em ạ. Hoặc là m lớn trung bình cũng được. Đúng nhỉ? Rồi chị mời các em cứ mạnh dạn nhá. Số 1 nếu các em hiểu rồi, số 0 nếu các em chưa rõ. Không sao hết các em ạ, cứ mạnh dạn. Chị tin chắc rằng là tất cả các bạn khác đều muốn là chúng ta có thời gian trao đổi với nhau kỹ hơn, đúng không? Nào, xin mời các em.
Nào, cứ mạnh dạn nào, còn những bạn khác thì sao nhỉ? Đang mạnh bị vân vân à? Chưa biết mình đã hiểu chưa đúng không? Rồi, chị cảm ơn các em, chị thấy Dương Trần rồi. Rồi, thấy Phương Ngân rồi. Thấy Văn Quyền rồi, chị cảm ơn các em. Rồi, cho em mình sẽ xem lại một chút các em nhá. Các em nhớ cho chị, nhớ này. Cứ số mol nước lớn hơn số mol CO2 thì đó chính là ancan. Nhớ nhá, ancan thì sẽ có công thức đó là CnH2n cộng 2. Được không các em nhỉ? Và các em nhớ cho chị rằng cái ancan ấy thì nó sẽ chỉ có liên kết đơn thôi. Nhớ nhá, mình sẽ xem lại cho chị cái ancan là nó chỉ liên kết đơn thôi. Tức là nó sẽ không có bi và nó cũng không có vòng. Nên K sẽ bằng 0. Đúng không? K bằng 0 ấy. Thì các em thay vào cái công thức vừa rồi thầy đưa chúng ta ấy, số mol X sẽ bằng số mol CO2 ấy, chia cho. Đây, chị sẽ mở lại cho các em. Không sao các em ạ, bình tĩnh. Đây, từ từ. Đây là 27 đúng không? Đây, các em nhớ nhá, số mol X sẽ bằng số mol CO2 trừ số mol nước K trừ 1 này. Đó, các em thay K bằng 0 vào thì có phải sẽ là số mol CO2 trừ số mol nước chia cho trừ 1 đâu. Trừ 1 thì các em sẽ đổi ngược lại đúng không? Thì sẽ là số mol nước trừ đi số mol của CO2. Đó, đây. Các em thấy K bằng 0, ăn K nào. Số mol X sẽ bằng số mol nước trừ đi số mol của CO2. Các em nhớ nhá. Vậy sau khi các em đã xác định được số mol của X rồi bằng 0,08 thì các em tính cho chị được số carbon trung bình sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol của X. Nhớ nhất lúc nào cũng vậy các em ạ. Nhớ số carbon sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol của X. Rồi thì các em tính được nó bằng 1,25. 1,25 là trung bình, là cái giữa hai ông mình đang cần tìm các em ạ. Mà giữa 1,25 ấy, 1,25 là ở giữa thì nó sẽ là một và hai đúng không? Một ông sẽ là một carbon và một ông sẽ là hai carbon, đúng nhỉ? Và các em thay n bằng một vào cái công thức chung của ancan này, CnH2n cộng 2 này thì sẽ là CH4, thay n bằng 2 vào thì sẽ là C2H6, được chưa nhỉ? Thì đó chính là cái câu hỏi số 5 của chúng ta. Được không các em? Được được không nhỉ? Dương Trần ơi, em đã cảm thấy ổn hơn chưa nhỉ? Chị xin lỗi, hôm nay chị có một chút việc nên là chị đang nhìn mặt chị đang không ổn các em ạ, nhưng các em thương chị. Thôi chị xin lỗi vì đứa hôm nay chị biết chị sẽ bị kỷ luật đấy, nhưng mà chị cũng không biết làm sao. Được rồi Dương Trần nhá, em có thể hỏi. Các bạn khác em thấy ổn hơn không? Tha cho chị đi. Chưa, chị biết chị bị kỷ luật rồi nhưng mà chị cũng bất đắc dĩ thôi các em ạ, bởi vì nhìn các em nhìn mặt chị, các em không này, các em không ngủ được, kiểu thật bị ác mộng ấy. H trung bình bằng số mol nước. Đúng rồi Dương Trần ạ. Số mol nước thì các em sẽ bằng là hai, số hydro ấy sẽ bằng 2 lần số mol của nước nhá. Chia cho số mol của X. Bởi vì rằng là nước sẽ có hai hydro các em ạ. Nên nó sẽ là bằng 2 lần số mol của nước chia cho NX. Còn CO2 ấy, thì các em thấy rằng là nó chỉ có một carbon thôi, đúng không? CO2 chỉ có một carbon thôi nên nó sẽ bằng luôn số mol CO2 trên NX, đúng không nhỉ? Rồi chị cảm ơn Dương Trần, câu hỏi khá là hay đấy. Rồi chị cảm ơn các em. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 6. Rồi, đây là một cái đề trong tuyển sinh đại học khối A năm 2008. Nào, chúng ta sẽ cùng đọc đề và các em sẽ làm thử cho chị trong vòng khoảng 2 phút nhé. Hỗn hợp X có tỷ khối so với hydro là 21,2 tỷ khối nha các em, gồm propan, propen và bromin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 và nước thu được là. Rồi chị mấy kem. Ôi Dương Trần rất là nhanh, 6B rồi, đến Vinh Thư rồi. Đúng rồi Quỳnh Như á. Quỳnh Như lịch học sẽ là bắt đầu từ K1 chị nhớ là 7 giờ 15, còn K2 sẽ là 9 giờ em nhé. Quỳnh Như nhá. Em có thể dạy trên Classroom hoặc là nhóm Zalo ấy, chị thấy rằng là các anh chị đều đưa chúng ta cái lịch học cụ thể cho từng tuần, được chưa nhỉ? Rồi, được không Quỳnh Như nhỉ? Ok. Rồi chị mời các em thử làm chị câu hỏi số 6. Một phút nữa các em nhé. Hãy nhìn cho chị xem cái hỗn hợp này có điều gì đặc biệt, được không các em nhỉ? Nhìn cho chị xem có điều gì đặc biệt. Đó, nó có đặc điểm chung là gì? Nhỉ? Lúc nào cũng vậy các em ạ, à, cứ có một hỗn hợp X ấy, gồm nhiều chất thì các em phải xem rằng nó có đặc điểm chung là gì. Okay. Rồi thì đấy phi long rồi là B.
rồi đấy, thạch mãi rồi. Rồi đấy, Phương Thanh rồi, chị cảm ơn kê rồi. Rồi chị mời kem, chúng ta sẽ thử lắng nghe thầy chia sẻ chúng ta trong câu hỏi số 6 là gì kem nhá, xem có phải là đáp án B hay không. Chị mời kem. À, có tỷ khối với H2 là bằng 21,2, bao gồm là propan, propen và propin, ba thằng pro à, dân prop đây rồi. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, chúng ta thu được tổng khối lượng CO2 và nước bằng bao nhiêu? Đó. Thế thì câu này chính là một câu đệm mà thầy muốn chỉ cho các bạn những cách là quy đổi. Đó. Khi nào chúng ta quy đổi? Khi các bạn có từ nhiều chất trở lên và các bạn tìm thấy đặc điểm chung của hỗn hợp đó nhá. Có nhiều hơn ba chất trở lên mà tìm được đặc điểm chung của hỗn hợp đó. Thì cái đặc điểm chung ở đây là gì? Propan của chúng ta chính là C3H8, propen là C3H6 và propin là C3H4. Lại có tỷ khối là bằng 21,2 thì các bạn thấy ngay được là cái M trung bình của X mình bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ nói thể nhận ra đặc điểm chung trước nhé. Ba anh này có đặc điểm chung là gì nhỉ? Một anh C3H8, một anh C3H6, một anh là C3H4. Rồi. Câu hỏi là buồn cười chút nhưng vẫn cần kem trả lời. Đặc điểm chung là gì kem? Đặc điểm chung là gì? Rất là quan trọng đấy. C3H8, C3H6 và C3H4. Rồi chị thấy kem rồi, chính xác, nó đều có cùng số nguyên tử carbon và đều là C3. Chính xác kem ạ. Đó. Đặc điểm chung là gì? Bạn nhìn thấy ngay đúng không? Nó cùng là C3. Đây, cùng là C3. Nếu cùng là C3 thì các bạn hãy quy đổi nó về gì? C3H y trung bình. Đó, tức là trung bình của cả cái hỗn hợp đấy. Thì bây giờ mình biết được là cái M trung bình của X bao nhiêu? Sẽ bằng là 21,2 thì các bạn sẽ lấy M trung bình là bao nhiêu? Là lấy 21,2 tức là D của nó nhân M của Hero bằng 2. 21,2 mà nhân 2 bằng 42,4. 42,4 thì nó chính bằng cái M lớn của cái C3HI trung bình này. Tức là bằng 12 nhân 3 cộng với Y trung bình. Đây các bạn hãy tìm thấy Y trung bình bao nhiêu. Thử nhá, 42,4 này trừ đi 12 nhân 3. 6,4. Đấy, 6,4. Vậy thì cái X của mình chính là gì nhỉ? Mình hãy quy đổi nó về là C3H6,4 trung bình. Đó, tức là nó là 6,4 đấy, các bạn cũng không phải quan tâm lắm đến việc trung bình hay không trung bình đâu. Các bạn thấy hay không? Mình quy đổi nó về thế này. Bây giờ 6,4 để này các bạn giải quan hiểu lắm, được chưa? Y trung bình bằng 6,4. Bây giờ mình mang đốt anh này thôi. Đốt anh này. Chúng ta thu được gì? Ta thu được CO2 và nước. CO2 này, nước này. Số mol của anh X của chúng ta là 0,1. Được chưa? À, vậy thì các bạn thấy ngay là số mol CO2 trong bao nhiêu nhỉ? Số mol nước bao nhiêu nhỉ? Liên hệ thế nào với cái X này? Chúng ta dùng bảo toàn carbon. Các bạn sẽ có được là số mol CO2 nó sẽ bằng 3 lần số mol của X. Chuẩn chưa? Và bằng 0,3. Đó, 0,1 nhân 3 mà. Bảo toàn H các bạn có gì? Các bạn sẽ có là 6,4 nhân với số mol của X bằng 2 lần số mol của nước. Đó, 6,4 nhá là y trung bình nhân với số mol của X sẽ bằng 2 lần số mol của nước. Thì cái này bằng 0,64. Cái này 0,64 thì bạn tính được ngay số mol của X à, số mol của nước có thể. Bao nhiêu nhỉ? 0,64 chia 2. 0,32. 0,32. Đây. Cái này 0,3. Cái này 0,32. Nào các bạn sẽ tìm được tổng khối lượng của hai này thầy. MCO2 một nước có thể. Thì tính luôn nhé. 0,3 nhân với 44 cộng với 0,32 nhân 18 bằng 18,96 gram. Thôi được, phải tính xuống dưới đi. Không sợ các bạn đọc lại các bạn không hiểu. Đó. Thì đến đây rồi các bạn sẽ tính được ngay số khối lượng của CO2 cộng với nước có thể chính là tổng khối lượng sản phẩm cháy đấy. Đó, bằng 18,96 gram. Được không? Hãy chọn cho thầy phương án này là phương án B. Đấy. Câu này thầy muốn mới giới thiệu cho các bạn một kỹ thuật gọi là kỹ thuật quy đổi. Khi mà chúng ta có một hỗn hợp nhiều chất, chúng ta sẽ cố gắng đưa nó về ít chất hơn. Đó, để mình tìm được điểm chung của hỗn hợp đấy.
nhá. Bài toán nó ngắn gọn hơn nhiều đúng không? Ok, sang phần cuối cùng là dạng bài tập phần cộng. Rồi, được không các em nhỉ? Đó chính là cái câu số 6, đúng không các em? Các em có băn khoăn hay thắc mắc gì đối với câu hỏi số 6 này không nhỉ? Rồi, phía số 1 nhá. Lại tổng đài nào, phía số 1 nếu các em đã hiểu rồi. Phía số 0 nếu các em chưa rõ đối với câu hỏi số 6 này. Chị mời các em. Nè, chị mời các em. Rồi, nhất trí. Rồi. Và một số bạn đang rất là băn khoăn đúng không kem? Kem thấy rằng đây là x là C3H8 này, C3H6 này, C3H4 đúng không kem? Mình sẽ quy đổi đó là C3HI trung bình đúng không? Bởi vì nó cùng có C3 mà nó cùng có ba carbon nên em thể ghi cho chị đó là C3 và HI y trung bình, được chưa nhỉ? Nó tác dụng với oxy để tạo thành CO2 và nước đúng không kem? Vậy đầu tiên mình có thể quy đổi được đó là C3HI, tức mình phải biết được đặc điểm chung của nó là gì. Rồi sau đó ấy, thì các em thấy rằng m lớn trung bình, tức là mình người ta nói chúng ta rằng nó có tỷ khối so với hydro bằng 21,2 ấy các em, tức là cái m lớn của cái ông x so với cái m lớn của H2 ấy, là nó bằng 21,2. Vậy các em thấy rằng vậy mình muốn tính m lớn của x thì sẽ bằng 21,2 nhân với m lớn của hydro mà nó sẽ bằng 2. Đó, các em sẽ lấy 21,2 nhân 2 này thì sẽ bằng 42,4. Đúng không các em nhỉ? Cái tỷ khối ấy, tỷ khối của x so với hydro sẽ bằng m lớn của x chia cho m lớn của H2 và nó bằng 21,2. Và từ đó các em tính được cho chị cái m lớn của x nó bằng 42,4. 42,4 nó sẽ bằng cái gì các em nhỉ? Nó sẽ bằng, nó chính là C3HI đấy. À thì các em sẽ lấy 12 nhân 3 này cộng với y trung bình. Thì các em tính được y trung bình sẽ là 6,4. Đúng không? Y trung bình sẽ là 6,4. Vậy cái, mình có thể quy đổi cái hỗn hợp x này về C3H6,4. Được không các em? À, C3H6,4. Bây giờ bảo toàn carbon nào. Carbon, tức là số mol carbon trước sẽ bằng số mol carbon sau. Số mol carbon trước thì các em thấy rằng nó sẽ có trong cái x của chúng ta, đúng không? Các em sẽ lấy số mol của chất đang xét là 0,1. Các em nhân với số nguyên tử carbon là 3. À, nó sẽ bằng 0,1 nhân 3. Đúng không? Tức là số mol của x nhân với 3. À, nó bằng với số mol carbon ở sau. Ở sau có carbon ở đâu? Nó có ở trong CO2. Thì các em lấy số mol của nó nhân với số nguyên tử carbon trong đây là 1. À, vậy mình sẽ có số mol CO2 sẽ bằng 3 lần số mol của X. Đúng không các em? Và nó sẽ bằng 0,3. Được chưa nhờ? Tương tự bảo toàn hydro là số mol hydro đằng trước bằng số mol hydro đằng sau. Số mol hydro trước có ở đâu? Có trong X. Nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng 0,1 nhân với số nguyên tử hydro có trong đây là 6,4. Được không các em? À, vậy mình sẽ có 6,4 nhân với số mol của x này nó bằng, à, số bằng số mol hydro sau. Hydro sau có ở đâu? Có trong nước. Nó sẽ bằng cái gì các em? Sẽ bằng số mol của nước nhân với số nguyên tử hydro có trong đây là 2. À, vậy mình sẽ có là 6,4 nhân với nx này nó sẽ bằng 2 lần số mol của nước và nó bằng 0,64. Đấy, 6,4 nhân 0,1 sẽ là 0,64. Và từ đó các em tính cho chị được số mol của nước bằng 0,32. À, có số mol CO2, có số mol của nước thì các em sẽ tính được cho chị tổng khối lượng của hai ống này. Được không các em nhỉ? Có ổn hơn chưa? Có ổn hơn về bảo toàn nguyên tố chưa các em? Nhớ nhá, số mol trước sẽ bằng số mol sau. Đấy, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời lại chị nhá. Những bạn vừa rồi trả lời chị phím số 0 thì các em có thể trả lời chị xem rằng là các em có ổn hơn không? Là ổn rồi thì nhấn đến chị phím số 1 các em nhá. Xin mời các em. Được không nhỉ? Ồ, thì Phương Ngân rồi Nga thì sao em? Có được không? Nhi thì sao nhỉ? Phúc đâu? Trần Phong, Bảo Hân được không các em nhỉ? Được không các em? Có ổn không nhỉ? Hơi rối xíu à? Không sao Trần Phong ạ, em cố gắng nhá. Cố gắng xem lại chị cái bảo toàn ấy, bảo toàn nguyên tố ấy. Được chưa nhỉ? Ok, cố gắng nhá. Số mol trước sẽ bằng số mol sau, chỉ vậy thôi. Rồi, đây chị mời các em chúng ta sẽ sang một cái dạng cuối cùng. Là một cái dạng cuối cùng. Đó chính là phản ứng cộng hydro và bromo. Rồi, chị mời các em sang dạng số Phản ứng 3. cộng này thì nó cũng không khó khăn gì cả. Các bạn hãy gọi cái hỗn hợp hydro carbon này, hydro carbon cho thầy, đó là dạng tổng quát, là dạng CnH2n cộng 2 và trừ đi 2 2k đúng không? Không biết nó là gì, cứ gọi như này cho thầy. Anh này sẽ phản ứng tối đa với k anh hydro và k anh bromo đó.
Chúng ta đã thu được gì? Chúng ta thu được anh CnH2n cộng 2 trừ 2k và Br2. Được chưa? Và nó tương tự với cả H2 nhé. Anh này nếu là H2 cũng tương tự như vậy thôi. Nếu còn là phản ứng cộng mà. Phản ứng cộng này thực ra nó chính là phá vỡ cái liên kết pi kém bên và hình thành những cái sigma nó bền hơn. Đó. Thế thì ở đây có mấy cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý với thầy, đó là về đầu tiên nó là về quan hệ khối lượng. Đấy, mình sẽ có một cái bảo toàn khối lượng ở đây. Khối lượng hỗn hợp ban đầu trước khi phản ứng cộng xảy ra và phản ứng sau khi phản ứng cộng xảy ra thực ra là về khối lượng nó bằng nhau. Đúng không? Ở đây chỉ có sự hydro bromo đi vào trong này. Đấy, nó cảm giác như là nó ăn mất ấy. Đấy, như kiểu là cái hydrocarbon này nó ăn mất bromo và hydro, người ta đều không no mà. Đấy, ngày xưa thầy học hay nghĩ kiểu 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 vậy. Vậy thì có bảo toàn khối lượng nhá, thì các bạn sẽ có được khối lượng của hỗn hợp ban đầu. Đó. Thế bằng khối lượng của hỗn hợp lúc sau. Đấy, và thế là các bạn sẽ rút được cái gì? Rút một cái tỷ lệ rất là hay, đó là số mol ban đầu. Thì gọi là trước với sau thì cho dễ nói nhá. Chia số mol lúc sau. Đó, sẽ bằng gì? Bằng m trung bình hỗn hợp sau chia cho m trung bình hỗn hợp ban đầu là trước, được không? Đấy, n trước chia n sau thì bằng m lớn của sau chia m lớn. Thế tính chéo cái phép tính khối lượng ấy mà. Đó, các bạn nhân chéo lên các bạn được khối lượng của sau này, nhân chéo là khối lượng của trước này. Đó, những cái tỷ lệ này nhá. À, nếu mà áp dụng vào cái trường hợp mà là phản ứng của chúng ta là phản ứng cộng hydro nhá, thì các bạn sẽ có nhớ thầy đó là cái số mol của hydro tham gia phản ứng ấy. Đó, nó chính bằng gì? Nó chính là bằng số mol của hỗn hợp khí trước trừ đi số mol hỗn hợp khí sau. Đó, tức là cái sự giảm giảm về số mol này nó chính là do hydro nó tham gia vào. Đấy, tham gia vào phản ứng cộng. Tức là đã đi vào cái anh không no của mình nhá. Đấy, nhớ thầy hai cái biểu thức này. Được chưa? Và có một cái thứ ba mà các bạn cũng hay dùng nữa ở đây này, đó chính là cái bảo toàn mol pi. Đó, nhớ thầy cái bảo toàn mol pi. Số mol pi chúng ta bằng gì? Bằng k lần nhân với số mol của anh x, và nó sẽ bằng tổng số mol của hydro hoặc là brom tham gia phản ứng cộng. Được chưa? Phản ứng liên tiếp nó bằng tổng thôi, còn nếu mà phản ứng một lần thì đây, nếu mà gì phản ứng với hydro thì chỉ cộng hydro, mà cộng với brom thì chỉ cộng brom nhá. Đó, có ba công thức này, các bạn nhớ thầy đó. Ok, mình sẽ đến với bốn câu bài tập nhỉ, có 9, 10. Rồi, chị mời các em chúng ta sẽ nhìn lại chị cái phương pháp giải trong bài tập phản ứng cộng hydro hoặc brom. Thì các em thấy rằng là chúng ta sẽ có điều gì? Có ba công thức, đúng không? Không biết các em có băn khoăn hay thắc mắc về công thức nào hay không? Nào, từ cái 1, 2, 3. Từ trên xuống dưới thì các em đang băn khoăn ở công thức nào? Chị mời các em. Còn nếu các em không băn khoăn ở công thức nào thì các em phải nhấn chị phím số 0. Các em nhé, không băn khoăn nhấn phím số 0. Còn nếu các em băn khoăn ở cái công thức nào thì các em nhấn cho chị số của công thức đó. Rồi, thấy Nhi rồi, chị thấy có Khánh Huyền rồi. Phi Long rồi. À, bảo toàn bi, đúng không? Rồi, chị thấy các em rồi. Rồi, mình sẽ phân tích cái công thức đầu tiên. Thì các em thấy rằng là đó chính là bảo toàn khối lượng thôi. Khối lượng ban đầu bằng khối lượng sau. Khối lượng ban đầu thì sẽ bằng số mol trước nhân với m lớn trung bình trước, đúng không? Số mol trước nhân với m lớn trung bình trước sẽ bằng số mol sau nhân với m lớn trung bình sau. Đúng không các em? Đó thì các em sẽ đưa số mol về một vế thì sẽ là số mol trước chia cho số mol sau sẽ bằng m lớn sau chia cho m lớn trước. Hoặc các em nhân chéo hai bên đi. Số mol trước sẽ nhân với m lớn trước này sẽ bằng với số mol sau nhân với m lớn sau. Chỉ có vậy thôi. Đúng không? Đó chính là công thức đầu tiên. Đúng không các em? Khối lượng thôi. Đó, số mol trước nhân với m lớn trước sẽ bằng số mol sau nhân với m lớn sau. Đó, và các em sẽ suy ra được đưa n về một vế thì sẽ là n trước chia n sau sẽ bằng m lớn sau trên m lớn trước. Đó chính là công thức số 1. Còn công thức số 3 ấy các em ạ, số mol bi ấy. Số mol bi chính là số mol hydro hay số mol brom phản ứng. Đây. Ý người ta muốn nói với các em đó chính là cái tỷ lệ phản ứng ấy. Thì các em thấy rằng số mol hydro cộng với số mol brom đúng không? Thì sẽ bằng k lần nó gấp gấp k lần số mol của x mà các em tỷ lệ phản ứng không? 1k này. Tức là số mol hydro hay là số mol brom sẽ gấp k lần số mol của x. Và k nhân số mol của x đó chính là số mol bi. Số mol bi chính là số mol của x nhân với số liên kết bi có trong x. Đúng không? Và số liên kết bi có trong x chính là bằng k. Đúng không em? Được 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 không nhỉ? Chị nói lại nhá. Số mol bi thì sẽ bằng cái gì? À, nó sẽ bằng số mol của x này nhân với số liên kết bi có trong x. Giống như bảo toàn carbon ấy các em. Số mol carbon thì cũng bằng số mol của chất X nhân với số nguyên tử carbon có trong nó, đúng không? Thì số mol bi cũng vậy,
nó sẽ bằng số liên tiếp đi nhân với số mol của x, mà k nhân nx đó chính bằng số mol brom hay là số mol hydro, được không các em nhỉ? Tỷ lệ đáp phản ứng là 1k mà, được không? Đó chính là ba công thức của chúng ta các em ạ, ổn không nhỉ? Rồi lại tổng đài nhá, nếu em đã hiểu cả ba công thức này rồi các em nhấn chị phím số 1, còn nếu các em chưa rõ thì các em phải nhấn chị phím số 0. Chị mời các em nào, 3 giây thôi nào, 3 2 1. Ổn rồi đúng không? Chỉ thế thôi mà. Rồi chị cảm ơn các em. Rồi sẵn sàng mình sẽ làm thử một câu ví dụ nhá, được chưa nhỉ? Rồi chị mời các em, chúng ta sẽ sang cái ví dụ đầu tiên. Hỗn hợp X gồm có hydro và C2H4. Các em thấy C2H4 không? Đó chính là ethylene đúng không? Có tỷ khối so với hydro là 7,5. Dẫn X quan niken nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với hydro là 12,8. Hiệu suất của phản ứng hydro hóa là. Chị mời các em. Các em hãy vận dụng bài công thức vừa rồi thầy chia sẻ chúng ta để các em phải làm được cái câu hỏi số 9. Rất dễ thôi. Chị mời các em thử làm trong vòng 2 phút nhé. Cố gắng ở lại với chị thêm khoảng 5 phút nữa thôi. Được chưa nhỉ? Chị cảm ơn các em. Câu hỏi số 9. Rất hay đúng không? Kể về đâu, các bài tập ở trên đây, thầy hay là các anh chị biên tập đều chọn những câu mà bộ đã từng ra các em ạ. Bộ đã từng ra. Đấy, rất chất lượng. Rồi, xin mời các em sang câu hỏi số 9 nào. Rồi đây, thấy Minh Thư rồi. À B 80%. Rồi, tiếp tục nào các em. 1 phút nữa nhá. 1 phút nữa. Rất hay các em ạ. Thật sự là nếu mà chúng ta C cộng 20% á. À C cộng 20% sẽ 80%. Ừ rồi, thấy Dương Trần rồi. Cái biên tập các em chỉ cần bài tập này nếu mình không có công thức nhá, rất là khó, đúng không? Nhưng nếu có công thức rồi các em chỉ cần áp dụng công thức thôi. Thực sự rất là thích. Thích lắm luôn đấy. Đấy, những cái yên tâm, cái học ở trên vui học ấy, thầy thì anh hay là cô anh ấy đưa chúng ta rất nhiều công thức hay các em ạ, công thức rất là hay, em chỉ cần nhớ công thức thôi là thầy làm được tất cả các bài tập rồi. Chị thấy có Hương Thu rồi, chị thấy có Thành Mãi rồi. Thì Nga rồi, rồi B đúng không em? Sẽ sang câu hỏi số 9 nhá. Có 9, 10, 11, 12, 4 câu. Câu đầu tiên là chúng ta có một cái hỗn hợp X, câu số 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối với hydro là 7,5. Dẫn cái X này đi qua niken nung nóng thu được anh Y có tỷ khối với hydro là 12,5. Ở đây bài hỏi là hiệu suất của phản ứng hydro hóa. Đó. Câu này thì thầy sẽ sử dụng, các bạn thấy đề bài chỉ cho mình mỗi cái là tỷ khối của anh X ban đầu là 7,5. Lúc sau thì tỷ phản ứng xong thì tỷ khối nó là 12,5. Đúng không? Như vậy thì cái tỷ khối này ở đây của mình ấy, thì nó không có quy định gì về điều kiện nhiệt độ áp suất cả. Thế nên là chúng ta sử dụng một cái phương pháp khá là hay ở đây, đó là phương pháp tự chọn lượng chất nhá. Sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất. Ở đây thì đầu tiên chúng ta xác định xem hydro và anh C2H4 ở trong hỗn hợp ban đầu nó như nào, tỷ lệ bao nhiêu. Để xác định tỷ lệ này các bạn làm đường chéo thế thôi, hydro m lớn bằng 2, C2H4 m lớn bằng 28, với giá trị m trung bình bao nhiêu nhỉ, quên mất, lại không tính. Đây các bạn tính ra này, m trung bình của x nhá, 7,5 nhân 2 này 15. M trung bình của Y bao nhiêu nhỉ? 12,5 nhân 12,5 nhân 2. 25. Đó, 25. Ok chưa? Ừ, như vậy M trung bình của mình ở đây là 15 thì bạn tính đường chéo của thầy thôi. 28 trừ đi 15 bằng 10. 13. 15 trừ đi 2 bằng 10. 13. Vậy thì các bạn sẽ tính được ngay cho thầy, đó là tỷ lệ giữa số mol của Hero và số mol của C2H4 trong hỗn hợp ban đầu nó chính là bằng 13 phần 13, tức là 1 phần 1. Đấy, và đề bài nó không cho mình một dữ kiện gì về khối lượng hay là thể tích cụ thể cả. Nên chúng ta sử dụng cái phương pháp là tự chọn lượng chất. Nó sẽ chọn chọn nhá, số mol của C2H4 bằng luôn số mol của H2 bằng 1 mol. Ok không? À, như vậy thì chúng ta sẽ có gì? Đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có anh X này, có anh C2H4 và anh C2 và H2. Mỗi này có 1 mol. Đi qua niken nung nóng ra thu được anh Y.
Đó, thu được anh Y. Thế thì mình sẽ sử dụng luôn nhé. Tại sao không phân tích cái Y đi là gì? Thực ra nếu mà về mặt phản ứng hóa học ấy, thì Y ở đây mình có thể có gì? Chúng ta sẽ có thể có là C2H4, chúng ta có C2H6, chúng ta có cả H2 dư nữa. Bởi vì phản ứng nó chưa hoàn toàn. Đó, nhưng mà việc phân tích cụ thể X này có cái gì nó rất là bất công. Và đề bài chỉ yêu cầu mình tính hiệu suất thôi. Nên là mình sẽ sử dụng một cái liên hệ bên trên, đó là sử dụng cái liên hệ về bảo toàn khối lượng. Chúng ta sẽ có MX đấy, chính là bằng MY. Đó, hay nói cách khác là gì nhỉ? Số mol của X chia cho số mol của Y. Đây, số mol của X nhân với M trung bình của X bằng số mol của Y nhân với M trung bình của Y. Đó, thế thì mình sẽ tính được số mol của Y thôi. Số mol của Y nó sẽ bằng số mol của X nhá. Số mol của X của mình là bằng 2 mol đúng không? Mỗi anh có một mol là tổng là 2. Các bạn nhân với M trung bình của nó là 15 và chia cho M trung bình của Y là bằng 25. Đó, bằng 1,2. 2 nhân 15 chia 25 bằng 1,2. Vậy số mol của Y của chúng ta bằng 1,2. Số mol của X của mình thì bằng bằng 2. Vậy thì số mol ở đây chúng ta tính được cái gì nhỉ? Ở đây các bạn hãy thiết lập được cái số mol hero đã tham gia phản ứng như này. Chính bằng hiệu của anh X trừ đi anh Y. Đó, 2 trừ đi 1,2 bằng 0,8. Số mol hero tham gia phản ứng là 0,8. Số mol hero ban đầu là 1. Vậy thì các bạn tính được hiệu suất của phản ứng này. Đó, lấy 0,8 mình chia cho 1 thành nhân 100%. 8%. Tức là 0,8 nhá, chia 1 này nhân 100%. Thế cái biểu thức không, các bạn lại không, một số bạn mới học lại không dành cái này. Đây, 80%. Chọn ra phương án này là phương án B, đúng không? Bằng cái cách tính như này nhá, thì mình không cần phân tích kỹ ở trong cái hỗn hợp Y của mình thì có những anh nào, đấy, số mol nó bao nhiêu. Đó, mình chỉ cần biết là tổng số mol của nó thôi. Là mình tính được cái lượng mà hero đã tham gia phản ứng. Đó. Ok nhá, như vậy câu 9 chọn ra phương án B là chính xác. Rồi, chị cảm ơn các em. Đó là câu hỏi số 9 đúng nhỉ? Rồi, trước khi chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về câu số 9 này, thì bạn nào đã rõ rồi á thì em có thể hoàn thành giúp chị cái phiếu khảo sát này đúng nhỉ? Còn nào chưa rõ thì hãy ở lại với chị trong khoảng 2 phút nữa thôi. Thì mình sẽ phân tích kỹ hơn câu hỏi số 9 đúng nhỉ? Cái phiếu khảo sát này nó rất là quan trọng giúp các em có những tiết học hiệu quả hơn. Nên là chị hy vọng là các em sẽ bớt chút cho chị 1-2 phút nhé. Rồi, câu hỏi số 9 nào. Tổng đài nhá, các em. Bạn nào đã hiểu câu hỏi số 9 rồi, các em nhấn chị phím số 1. Cậu nào chưa rõ, các em cứ mạnh dạn nhấn chị phím số 0. Chị mời các em nào. Nói nhiều lâu lắm, lâu rồi chị lại thành kiểu gì nhỉ? Nhân viên Viettel à? phần cũng giúp em cắt lại nha chị. Ok, được rồi, nhất trí. Ui rồi sao câu này không nhiều thế các em? Ui rồi, đây này này. Chúng ta sẽ còn một câu nữa các em ạ. Nhưng mà các em có thể về xem lại trên Classroom các em nhé. Các em sẽ có video để xem lại. Đó. Đây, đây chính là công thức của chúng ta, ba công thức. Rồi, các em chụp cho chị nhé. Rồi, những bạn nào chưa rõ, các em phải nhấn chị phím số 0 nào. Ồ, có vẻ không ổn quá nhiều nhỉ. Nhưng mà cực kỳ dễ các em ạ, dễ lắm. Rồi, giờ sẽ sai qua lại cái câu hỏi số 9 này các em. Đầu tiên các em phải xử lý được cho chị cái tỉ khối. Bạn nào đã rõ rồi các em thì nghỉ trước nhá. Rồi, chị chào các em. Cái phần tỉ khối các em ạ, đó là mình sẽ có H2 và C2H4 đúng không? Mình có cái tỉ khối so với hydro bằng 7,5. Thì lúc chị và các em đã phân tích tỉ khối rồi. Tức là M lớn của X trên cho M lớn của H2 sẽ bằng 7,5. Nên M lớn của X sẽ bằng 7,5 nhân với M lớn H2 là 2. Nó sẽ là 7,5 nhân 2 và nó sẽ bằng 15. Lúc này các em sẽ sử dụng cho chị cái sơ đồ đường chéo. H2 có M lớn bằng 2, C2H4 có M lớn bằng 28. Các em kẻ cho chị hai cái cạnh đó tụ lại ở giữa. Ở giữa nó sẽ là 15. Đúng không? Thể hiện rằng A 2 và 28 và trung bình sẽ là 15. Vậy sau đó các em sẽ sử dụng cái đường chéo. Chéo tức là sao? Tức là các em sẽ thấy là lấy cái lớn trừ đi cái bé. Các em sẽ lấy 15 trừ đi 2 này, các em sẽ được chéo xuống là 13, đúng không? Các em lấy cái số lớn là 28, các em trừ đi 15 ấy thì sẽ là 13, chéo qua sẽ là 13. Vậy lúc này các em sẽ suy được cho chị cái tỷ lệ mol kép nhá. Tỷ lệ mol của hydro và số mol của C2H4 sẽ bằng 13 chia 13. Chính bằng cái tỷ lệ các em vừa tính được á. Số các em vừa tính được ấy là 13 trên 13. Còn nó sẽ bằng 1 trên 1, đúng không? Lúc này các em sẽ chọn cho chị là vậy 1 trên 1 tức là nó bằng bằng nhau, đúng không? Tức là số mol hydro bằng với số mol của CH4 và các em sẽ chọn cho chị đó là nó là 1 mol.
được không nhỉ? Chỉ vậy thôi. Sau đó các em sẽ viết lại cái sơ đồ phản ứng như sau. X của chúng ta gồm C2H4 và H2. Có số mol là 1, 1. Chúng ta sẽ cho vào niken nhiệt độ. Để xúc tác các em nhá. Thu được Y. Các em chỉ cần biết Y thôi. Và có M lớn của Y so với hydro là bằng 12,5. Chỉ vậy thôi. Còn cái việc xác định sản phẩm này, nếu xác định được thì tốt, không thì cũng không sao các em ạ. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng những công thức mà thầy đã đưa cho chúng ta ở trên. Thứ nhất, bảo toàn khối lượng. Chúng ta sẽ có khối lượng của x sẽ bằng khối lượng của y, khối lượng trước bằng khối lượng sau, đúng không? Thì các em sẽ suy ra được rằng là vậy số mol x nhân với m lớn của x sẽ bằng số mol y nhân với m lớn của y. Em có số mol của x rồi. Số mol của x sẽ bằng tổng của hai ông này, đúng không? Số mol của x sẽ bằng 1 cộng với 1 là 2 nhân với m lớn trung bình của x, đó chính là bằng 15. Em nhớ, lấy 2 nhân 15 này bằng với số mol của y nhân m lớn của y. M lớn của y sẽ bằng cái gì? Tương tự các em cũng lấy 12,5 nhân với m lớn của H2 thì nó sẽ là 25. Các em sẽ có 2 là số mol của x nhân m lớn của x là 15 và chia cho m lớn của y là 25. Các em tính được số mol y là 1,2. Đúng không các em? Rồi, có số mol của y là bằng 1,2 rồi. Thì các em có số mol y, có số mol x, mình tính được cái gì? Mình tính được số mol hydro phản ứng. Đúng không các em? Mình có công thức mà. Số mol hydro phản ứng sẽ bằng số mol trước trừ đi số mol sau. Tức là số mol của x trừ đi số mol của y. Trước thì các em thấy rằng tổng nó bằng 2. Các em trừ đi số mol của y là 1,2. Thì các em tính được nó bằng 0,8. Đúng nhỉ? Vậy các em thấy rằng số mol hydro phản ứng là 0,8 mà nó mang đi 1. Đấy, 1 là số tiền nó mang đi, đúng không? 1. Nhưng mà nó chỉ tiêu 0,8 thôi. Thì hiệu suất sẽ bằng cái gì? Hiệu suất sẽ bằng 0,8 em chia cho cái lượng mà ban đầu nó mang đi ấy. Sẽ là 0,8 chia 1 và nhân với 100%. Thì các em tính được nó sẽ là 80%. Đó chính là câu hỏi số 9 các em ạ. Được không nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng trao đổi tiếp đi các em. Nào, hãy bấm cho chị phím số 1 nếu mà các em đã hiểu câu hỏi số 9 này nào. Chị mời các em. Nào, những bạn vừa rồi nhấn chị phím số 0 ấy, các em cứ thử trả lời lại chị nhé. Số mol y ban đầu sao bằng 2? Số mol x em ạ. Là số mol sao lại chia cho 1 ạ? Một chính là số mol hydro ban đầu em ạ. Đây, được rồi, nhất trí. Chị sẽ trả lời từng ý của các em nhé. Số mol x ban đầu sẽ bằng 2 em ạ. Đây, ban đầu chúng ta sẽ có C2H4 và H2. Đúng không? Ban đầu mình sẽ có hai ông này. Vậy tổng số mol ban đầu sẽ bằng bao nhiêu em? Nó sẽ bằng 1 cộng với 1, đúng không? Thì sẽ bằng 2. Được không nhỉ? Còn số mol của y ấy, như chị nói, mình sẽ thay vào công thức này này. Số mol x sẽ bằng m lớn của x. Số mol x nhân với m lớn của x sẽ bằng số mol y nhân với m lớn của y. Các em có số mol x bằng 2, đúng không? Tổng 1 cộng 1 bằng 2 này. Các em nhân với m lớn của x là bằng 15 và bằng với số mol của y nhân với m lớn của y. M lớn của y các em vừa tính được nó bằng 25 đây này. Tỉ khối so với hydro ấy, các em tính được m lớn của nó bằng 25, đúng không? Các em sẽ lấy số mol của x là 2 này nhân với m lớn của x là 15 này và các em chia cho m lớn của y là 25. Lấy 2 nhân 15 và chia 25 thì các em tính được nó bằng 1,2. Được không nhỉ? Còn cái hiệu suất thì các em thấy rằng số mol hydro sẽ bằng 0,8 rồi. Thì hiệu suất sẽ bằng phản ứng chia cho lượng ban đầu là 0,8 chia 1 và nhân 100%. 1 chính là số mol hydro ban đầu em nhé. Lấy phản ứng chia cho ban đầu. Đó, thì mình sẽ tính được hiệu suất. Mình sẽ nói lại về cái phần Hồng Tuyền em đã hỏi chị về cái phần tỉ khối đúng không? Được không nhỉ? Chị cảm ơn Phúc. Được rồi. Chỗ ra 0,8 này. 0,8 thì các em cứ lấy, mình sẽ có, đó là theo công thức của thầy đúng không? Số mol hydro phản ứng sẽ bằng số mol trước trừ số mol sau. Tức là số mol của x trừ đi số mol của y. Số mol của x sẽ bằng 1 cộng với 1 em ạ. Nó sẽ bằng 2. Các em trừ đi số mol của y mình vừa tính được là bằng 1,2. Thì lấy 2 trừ 1,2 thì sẽ là 0,8. Được không nhỉ? Cái gì đâu, xin lỗi. Trời ơi, cái gì đâu, xin lỗi các em. Ngay cái mũi tên của thầy á chị. Mũi tên đâu ấy nhỉ? Chọn đấy hả? Chọn đúng không Hồng Tuyến? Đúng không em? Ok. Đúng nhỉ? Cái chọn thì các em thấy rằng là bởi vì số mol hydro chia số mol của CH4 là bằng 1 trên 1 mà. Tức là bằng nhau.
bằng nhau, thì em chọn một cũng được, chọn hai cũng được, chọn ba cũng được, chẳng sao cả, nhưng mình thông thường mình chọn một cho nó dễ dàng nhất, hiểu không nhỉ? Vì nó bằng nhau thôi em ạ. Cái đầu á, cái đầu đó là cái tỷ khối đúng không em? Mình nói lại cái tỷ khối một chút nhá, cái phần này rất là quan trọng em ạ. Hiro và CH4, các em cứ ghi H2 trên, cứ ghi ông nào chưa được H2 và CH4 đúng không? Các em tính được M lớn của H2 là 2 này, các em tính được M lớn của CH4 là 28 này, vậy trung bình của nó sẽ bằng 15. Đây, cái tỷ khối của X so với Hiro bằng 7,5 ấy, thì các em tính được cái M lớn trung bình của nó sẽ là 15 đúng không? Ok rồi, chị cả một số bạn có thể nghỉ được rồi nhá. Ok, chị chào các em. Bằng 15, vậy các em thấy rằng nhá, cái này là gọi là sơ đồ đường chéo. Thì các em thấy rằng mình cứ lấy số ở giữa ấy, là 15 nhá. Tức là cái số lớn hơn trừ cái bé hơn ấy. Vậy 2 với 15 thì các em thấy rằng lấy 15 lớn hơn đúng không? Mình sẽ lấy 15 trừ đi 2 là được 13. Mình chéo xuống, xuống bên dưới ấy, thì sẽ là 13. Sau đó các em sẽ lấy 28 này, trừ đi 15 đúng không? Thì cũng được 13, mình chéo lên trên là được 13. À vậy các em thấy rằng cái tỷ lệ số mol Hiro chia số mol của CH4 lúc này nó sẽ bằng cái số mà các em vừa trừ xong ấy. Đó, nó sẽ là 13 chia 13. Đúng với cái tỷ lệ mà các em đang viết luôn, cái chiều mà các em đang viết đấy, 13 chia 13 và nó sẽ bằng 1 chia 1. Được không nhỉ? Ừ, chị chào các em. Được không nhỉ? Hồng Tuyền ơi, được không em? Không được mình sẽ làm tiếp em ạ, không có vấn đề gì hết. Nào, thử nói chị xem. Ok, được rồi. Đó chính là câu hỏi số 9 các em ạ. Rất tốt, Hồng Tuyền ạ, cố gắng em nhé. Chỉ vậy thôi các em ạ. Đó thì chính là buổi học hôm nay của chúng ta. Rất tiếc là hôm nay chị không tổ chức cho các em phần thi quiz, nhưng mà chị hy vọng rằng là các em thể nắm tốt được cái dạng bài tập của Hero Carbon để nhỉ, để mình có một cái hành trang tốt nhất. Nó là tỷ lệ khác nhá, ví dụ là các em tính ra tỷ lệ là 3 phần 4 chẳng hạn đúng không, 3 phần 4 thì các em chọn ông này là 3 mon, ông kia là 4 mon đúng không, miễn làm sao cho đúng tỷ lệ là được Quỳnh Trang ạ, được không em? Thế thế thôi, chỉ vậy thôi. Ok rồi, chị cảm ơn các em. Rồi giờ một bạn nào có thể giúp chị là các em sẽ hoàn thành giúp chị phiếu khảo sát trước khi các em nghỉ nhá, chị biết là các em sẽ còn ca sau nữa được không? Rồi chị cảm ơn Phương Ngân đã ở lại với chị đến tận giờ này, chị cảm ơn mấy đứa. Rồi nếu các em không có thắc mắc gì thì các em có thể nghỉ được rồi nhá, chị cảm ơn các em, hẹn gặp lại các em ở những buổi học tiếp theo. Chị cảm ơn Thảo Vi rồi nhá, chị chào mấy đứa nhá, hy vọng là buổi sau mình sẽ gặp lại nhau, chị cảm ơn mấy đứa.